Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ ba chúng ta cùng theo dõi Và đừng quên tập 4 cũng chính là tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn Còn bây giờ thì chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập 3 Bali nổi tiếng được biết đến hòn đảo thiên đường được bình chọn là một trong những hòn đảo nghỉ dưỡng tốt nhất Vì thế nên Thành đã chọn đến nơi đây khi đặt chân tới nơi đây làm vô cùng thích thú với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng vô cùng xinh đẹp buổi sáng cùng nắm tay tung tăng đi dạo trên bờ cát trắng trải dài dưới ánh nắng rực rỡ ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ là nước biển trong xanh không khí vô cùng mát mẻ thoải mái buổi tối có thể dựa đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn rực rỡ cùng tiếng sóng dì dào tạo ra khung cảnh lung linh lãn mạn Tối muộn hơn chút, cả hai cùng xem những bộ phim tình cảm, tâm sự những chuyện của trước đây và tính chuyện tương lai. Sau đó làm sao thiếu những nụ hôn ngọt ngào say đắm và những đêm tối ân ái chỉn bên bên nhau. Khoảnh khắc một ngày trôi qua chưa bao giờ ý nghĩa, đẹp đẽ và yên bình đến vậy, chứa vô vàn cảm xúc thăng hoa tuyệt vời trong đó. Làm ngồi sofa, ngắm nhìn khung cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, trên môi giấu không được nụ cười vui vẻ thoải mái hơn hai tuần nghỉ dưỡng làm cô cứ ngỡ muốn sống mãi ở nơi đây nơi đây không ồn nào, không tấp nập cũng không nguy hiểm cùng thành tận hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc anh từ phòng tắm đi ra đưa mắt đi người phụ nữ của mình làn môi nở nụ cười đầy thỏa mãn ánh mắt chưa biết bao yêu thương ngọt ngào dành cho lam chỉ cần cô vui nơi nào anh cũng có thể đưa cô đi khắp nơi trên cả thế giới chuẩn bị xong chưa em ừ em xong rồi Cô đứng dậy đi lại gần anh Trên người cô chiếc váy body cúp ngực Khoe đường cong cuốn hút Và vòng một căng tròn Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt trên cổ áo của anh Dù anh thắt cả vạt và mặc áo vest Cô bây giờ ra dáng người vợ biết cách chăm sóc chồng Thành kim long không được trước nhan sắc khuyên quốc khuyên thành của cô Anh hôn nhẹ gò má ửng hồng Bình thường Lam rất xinh đẹp Nhưng khi trang điểm nhẹ nhàng cuốn hút xinh đẹp hơn Đặc biệt nhìn rất quyến rũ Đi thôi em đói lắm được rồi, đi ăn tối nào Cả hai đi vào nhà sang trọng Nhìn những món ăn trên bàn Hai mắt của làm sáng rỡ Để đây chỉ hơn hai tuần Nhưng cô lên hẳn 3kg Gương mặt bây giờ rất mũm mĩm Thân hình cũng tròn trĩa hơn xưa Phải nói, Thành chăm vợ quá khéo Nào, ăn đi Thành gắp thức ăn vào bát cho cô Ăn nhiều mới có sức tạo em bé Cô càng lên ký, anh càng thấy thích Già thịt cứ mát rượi, hương thơm nhỉ nhẹ Làm anh đêm nào cũng muốn đè ra ức hiếp Thành à, trùng hợp quá Tô lịch từ bên ngoài đi vào trong nhà hàng Chiếc vài hai giây khoét ngực sâu Căn bản là không thể che đi bầu ngực khủng kia Trình ngữ làm ngước mặt nhìn Chân mày cô cau lại khi thấy cô ấy xuất hiện ở đây Trùng hợp ư Cô chẳng thấy chút nào là trùng hợp cả Thay gật đầu Khuôn mặt không chút biểu cảm Ánh mắt cũng không hề nhìn tô lịch Vì em biết người phụ nữ của không vui Em đi nghỉ dưỡng ư Ừ đúng thế Thành đứng dậy đối diện tô lịch Chọc cho Lam ghen tuông một chút cũng vui Như vậy cô hiểu được cảm giác của anh Cảm ơn em lần trước giúp tôi điều tra Không có gì đâu Giúp được anh là em vui rồi ạ Tô Lịch mỉm cười ngọt ngào Nhớn mày nhìn xuống Lam hậm hực tức giận Thôi được rồi không phiền hai người Tôi xin phép Tô Lịch lướt qua làm Khóe môi mỏng khẽ nhách Nhìn rất kiêu ngạo Thành ngồi xuống ghế Nhìn dáng vẻ cô mà làm anh buồn cười Vợ anh là đang ghen Trông dễ thương thật Không ăn nữa đi về thôi ơ okay, kìa anh chưa ăn mà cô khó chịu ngả lưng ra ghế khoanh tay trước ngực bực tức cô bây giờ chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa ánh mắt của tô lịch nhìn anh rõ ràng có ý đồ đã đến tận ba ly còn gặp người không muốn gặp đúng là xui xẻo thật thành ngày xưa từng qua lại với nhiều phụ nữ còn tô lịch thì rất phóng khoáng cho con mối quan hệ chẳng nghĩ cả hai chưa từng lên giường chắc nếu không có mối quan hệ lâu dài rất có thể là tình một đêm càng nghĩ cô càng tức điên cả người không chịu nổi nữa cô cầm ly rượu uống cạn một hơi cảm thấy có chút thoải mái cô cầm chai rượu tự rót vào ly mình thành cũng không nói gì ánh mắt hiện ý cười trong đầu anh xuất hiện khung cảnh ái muội uống tận bốn ly rượu làm ngà ngà say cảm thấy chóng mặt cả người cứ nóng lên chết tiệt rượu gì nồng độ cồn cao như vậy cô nhớ tử lượng của mình cũng cao lắm mà thế mà tên đáng ghét đó uống như uống nước lọc hay à em chóng mặt quá không uống nữa, tử lượng của em yếu thế. Thành cầm ly rượu lắc lắc, rồi chút thằng cổ họng, rồi mỉm cười nhấn mày với cô. Tại rượu mạnh quá, đưa em về thôi. Uống thêm ly nữa nào, anh đưa em về nghỉ ngơi. Không không không, em chóng mặt lắm. Có anh ở đây, có sao đâu. Anh rót rượu vào ly cho cô. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn ly rượu. Một ly nữa chắc không sao đâu nhỉ. Thành bật cười thành tiếng. Như thế này cũng đủ hương phấn rồi đây. Cũng nên về thôi. Làm thực sự say. Bước chân loạn choạng Nhưng nhất quyết không cho Thành bế đi Anh cũng đầu hàng chịu thua Một tay ôm chặt eo cô để cô không bị té Còn một tay cầm túi sách cho cô Và đến phòng Anh quăng đại túi sách của cô sang một bên Rồi bật đèn sáng Đầu óc cô bây giờ trở nên mụ mị Ý thức cũng không rõ ràng Em chóng mặt quá Thành à Được rồi sẽ nhanh hết chóng mặt thôi Anh cương chiều nâng mặt cô lên Tận sức hôn môi cô Cô cảm thấy choáng váng với nụ hôn của anh Nhưng rất nhanh cũng phối hợp với anh sau đó chuyện gì tới cũng đã tới Quả là một đêm cuồng dã Ánh nắng len lỏi vào căn phòng Làm nhíu mày tỉnh giấc Ngước mặt lên nhìn Thành Thấy anh đang ngủ say Trái tim nhỏ bé của cô đập rộn ràng Không thể phủ nhận anh đẹp trai Thân hình vô cùng săn chắc mạnh mẽ Kim lòng không được Cô đưa tay sờ sống mũi cao vút của anh Rồi dừng lại bờ môi hư hỏng Rồi bất giác mỉm cười Ngủ mà cũng đẹp dữ à Thế tất nhiên Thành đột ngột mở mắt khẽ cười rồi chọc cô một cái. Cô ngượng chín mặt, cúi mặt dụi dụi vào ngực anh làm nũng. Anh thức dậy khi nào chứ? Đúng là xấu hổ chết mất. Anh đừng gõ ghép người ta. Sao nỡ ghép em? Anh đang yêu thương em ấy chứ? Em muốn đi tắm. Cô ngồi dậy, phía dưới chuyển đến cơn đau sát. Không biết đêm qua Thành lấy sức ở đâu hì hục cả đêm. Dù cô van xin thế nào, anh cũng không buông tha. Anh bế em, có lẽ em không đi nổi đâu. Anh bế ngang cô đi vào phòng tắm Cô trừng mắt với anh rồi mở miệng trách móc Là ai làm chứ Anh chẳng biết thương người ta gì cả Đặt cô vào bồn tắm Anh xả nước ấm rồi cho chút tinh dầu Để cô cảm thấy dễ chịu Sau đó anh bước vào cùng cô Trong bồn tắm xa hoa rộng lớn Anh dựa người phía sau chậm rãi xoa bóp bả vai cho cô Cô nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này Em đói bụng quá Cô lè lè người anh Hôm qua mới ăn một ít Đã vậy bị anh hành cho cả đêm Em cứ ngâm mình đi, anh đi đặt thức ăn nhé. Cô vui vẻ gật đầu, từ làn nước đứng dậy, hai má cô đỏ bừng bừng khi thấy cảnh xuân âm thầm chỉ biết nuốt ngụm nước bọt. Đúng là kinh khủng thật, quá là kinh khủng. Miền màn suy nghĩ, cô lại cảm thấy tức khi cơ thể này không phải một mình cô nhìn thấy. Hơn 20 phút sau, cô đi ra ngoài, khuôn mặt ủ rũ không có chút sức sống, cơn đói bụng không còn mà biến thành cơn ghen. của ghen với quá khứ phóng túng của anh. Sao vậy, em còn đau à? Không có vẽ sáng thôi Ăn sáng xong anh đưa em đi chơi Cô ngồi xuống sofa ăn sáng Còn Thành giúp cô sấy tóc để máy sấy ù ù bên tai Bàn tay to lớn của anh chạm vào da đầu cô Tâm trạng cô có chút thoải mái Anh khi nào chúng ta về Chúng ta ở đây hơn 2 tuần rồi đấy Em muốn về à Không Vậy khi nào chán thì về Sau một ngày đi chơi mệt mỏi Buổi tối cả hai nằm trên giường ôm ấp nhau Nghe anh kể về chuyện tình cảm của ba mẹ anh ngày trước Tuần trang mật lần này có ý nghĩa với Lam Nó gắn kết tình cảm của anh và cô Khiến cô hiểu rõ trái tim mình có ai và muốn gì Khiến cảm xúc cô dâng lên mãnh liệt như buổi sáng bình minh Lam này, đến hiện tại em có muốn ly hôn không? Đừng nói với em là anh chán em rồi đấy Cô còng môi cười, cây đầu lên ngực trái anh Cảm giác thực là bình yên em có yêu dương hữu bằng không còn thì sao mà không thì sao hả ánh mắt thành buồn man mác sâu thẳm như hồ không đấy còn ư chẳng nhẽ cô ở bên anh chỉ là thể xác trái tim trao gửi đến nơi khác không phải anh à mọi thứ đều là anh tự mình chuốc lấy anh căm hận ông hà nhưng khi nhìn lại những gì bản thân làm anh thấy buồn cười vì giữa anh và ông ta là cùng loại người chắc có lẽ thời gian bên cô đủ rồi anh nên trả tự do cho cô không nên ích kỷ như vậy nếu em có yêu Dương Hữu Bằng Anh trả tự do cho em Hai hàng chân mày làm trâu lại Trả tự do Nếu ngày trước khi nghe anh nói vậy Chắc cô vui mừng để phát khóc Cho anh thêm 5 tuần nữa Vì năm nay anh muốn mừng sinh nhật cùng em Cô ngước mặt nhìn anh Rõ ràng cả hai rất vui vẻ Sao tự nhiên anh nói những lời như vậy Cô thực không hiểu gì cả Anh sao thế Anh nhận ra một điều Yêu một người là để cho người đó hạnh phúc Cảm ơn em thời gian qua cho anh biết hạnh phúc là thế nào Hốc mắt cô đỏ ao Nhìn chăm chăm đôi mắt anh Chẳng nhẽ những gì thời gian qua cô thể hiện Anh không cảm nhận được Hay anh có mục đích khác đây Muốn trả tự do cho cô Để quang minh chính đại để bên người phụ nữ khác à Làm đẩy mạnh anh Bước xuống giường lấy quần áo bỏ vào ba ly Cô muốn rời khỏi đây Chẳng muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét này nữa Rõ ràng ăn sạch người ta Rồi mới nói trả tự do Nghe cao thượng đấy nhưng anh đang muốn trả tự do cho cô Để anh được thoải mái đến với tô lịch đúng không La mà Anh đi lại gần cô Gương mặt ánh mắt hiện lên hai chữ bất lực Anh chỉ muốn nghe trong lòng cô Muốn xác định cô còn yêu Dương Hữu Bằng không Có muốn bên anh chọn đời không Anh quá đáng lắm Anh không Bật đâu Anh chỉ muốn biết em có còn yêu Anh đừng có ngụy biện Anh thích tô lịch Anh muốn bỏ em để đi cùng với cô ta chứ gì Anh không có Anh rõ ràng có Bầu không khí trở nên căng thẳng, Thành tự mắng mình ngu, đang yên đang lành tự nhiên muốn làm người tốt, muốn làm người bao dung để rồi bị cô hiểu lầm. Đúng là làm người tốt khó thật. "Phải, lúc trước em sai, em sai khi chấp nhận kết hôn với anh nhưng vẫn còn yêu hữu bằng, em sai khi đối xử lạnh nhạt thờ ơ với anh, làm trái lời anh, vậy nên bây giờ anh ghét em chứ gì? Anh chưa bao giờ chán ghét em, anh rất yêu em." Anh cầm bà vai cô, nhìn thẳng đôi mắt ngấn nước của cô em không còn yêu hữu bằng nữa ừ anh tin em anh luôn tin em mà anh kéo nhẹ cô ôm trong lòng chỉ cần cô nói anh chọn cách tin tưởng dù sự thực phía sau tản nhận đến đâu thì cũng vậy làm vòng tay ôm lấy eo anh dụi mặt và ngực anh khóc thút thít sao anh đáng ghét như thế chứ rõ ràng người ta cố gắng thay đổi rất nhiều cố gắng quên đi những chuyện quá khứ cũng anh hướng đến tương lai thậm chí bây giờ trái tim cô hướng về anh một lòng với anh một tháng sau Thành ôm Lam đi ra khỏi sân bay Cô hơi chóng mặt, mệt mỏi Cho nên dựa dẫm vào người anh Một tháng này cả hai vi vu khắp nơi bên Pháp Vì không muốn cô khó chịu Khi có sự xuất hiện của tô lịch ở đảo Bali Nên Thành đưa cô sang Pháp nghỉ dưỡng Vì bên đó có biệt thự riêng của anh Thoải mái hơn cho cả hai Lam à, hay chúng ta đến bệnh viện nhé Anh cảm thấy không ổn Sắc mặt cô kém thế này Xanh sao nhợt nhạt Làm cho anh vô cùng lo lắng em không sao đâu, tại ngồi máy bay lâu ấy, về nhà nằm ngủ một giấc sẽ khỏe thôi ạ. À. Ừ, về nhà em gọi bác sĩ tới. Không cần không cần, đâu cần nghiêm trọng như thế đâu. Cô mỉm cười. Dạo này tình cảm của cả hai rất tốt, hầu như không hề cãi nhau, cứ hạnh phúc êm đềm trôi qua từng ngày. Sơ mặc hôm nay đi ra sân bay đón anh, vừa thấy anh và cô bước ra đã mở sẵn cửa xe, cúi đầu chào cả hai. Lão đại, phu nhân. Ừ, mà chuyện tốt chứ? Dạ vâng tốt ạ. À. Thành gật đầu ôm cô lên xe Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về biệt thự Ngồi trên xe Lam dụi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô Chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn Chắc có lẽ đi chơi nhiều quá Cô đã kiệt sức Sau này anh phải ép quan nhiều hơn Nghỉ ngơi nhiều hơn mới được Lão đại à Tối nay cùng anh em chúng tôi đi quán ba uống rượu đi Hơn một tháng dưới nay anh dành cho vợ Mấy anh em cho quán ba nhớ anh lắm đấy Sở mặt vừa nói vừa cười Giọng nói nhỏ đủ cho Thành nghe thấy Vì anh biết không nên đánh thức phu nhân Nếu không hậu quả không dám gánh được Cậu nó tào lao cái gì thế Vợ tôi nghe thấy thì sao Hì anh sợ ngủ sofa ư Cái gì sofa Thành con mày khó hiểu Anh mà phải ngủ sofa Tôi thấy mọi người hay nói thế ạ Tôi mà phải ngủ sofa không có đâu Chỉ có lăng lập mới ngủ thôi Thành nhách môi cười Rồi thơm nhẹ lên trán lam đụ hồn Vợ anh đâu có trẻ con Anh đâu có sợ vợ như là lăng lập Anh dám chắc lăng lập ngủ sofa nhiều hơn ngủ trên giường Sơ mặt mỉm cười lắc đầu bất lực Lão đại của anh cũng trẻ con phết Chẳng nhẽ khi yêu ai cũng như thế Trên xe lái vào trong biệt thự Thành nhẹ nhàng bế cô lên phòng Đặt cô xuống giường Cô khẽ cự mình tìm tư thế thoải mái Tiếp tục giấc mộng giang dở Anh bật cười với độ mê ngủ của cô nhưng rồi kéo chăn đắp lên cho cô Mở máy điều hòa trong phòng Rồi đi qua thư phòng giải quyết một số công việc ở Long Bang Làm ngủ một giấc đến 2 giờ chiều Mở mắt ra thấy Thành từ bên ngoài đi vào phòng Cô mỉm cười ngọt ngào Anh à Ừ Anh lên gọi em dậy đây Em chưa ăn chưa đâu Anh đi lại ngồi xuống giường Yêu chiều đỡ cô ngồi dậy Xoa xa gương mặt mịn màng của cô Khỏe hơn chưa Hay gọi bác sĩ tới nhé Em khỏe rồi, chỉ là hơi đói Không cần gọi bác sĩ đâu anh Mày vào rửa mặt đi, thay đồ cho thoải mái Buổi tối cô đứng thắt cà vạt cho anh Nhưng gương mặt tỏ vẻ không vui Cô không muốn ở nhà một mình Cô không muốn anh đi quán bar nhìn ngắm những cô gái mặc hở hàng Chuyện lúc trước cô bỏ qua được Nhưng bây giờ thì không Nếu anh dám thân mật với người phụ nữ khác Cô chắc chắn không để anh yên đâu Anh chỉ đi một chút thôi mà Anh bật cười ôm lấy gương mặt giận dỗi của cô Hôn vài cái cho thỏa mãn Bàn tay này tốt nhất về an phận đấy Sao? Hay là em cho anh ăn trước Như vậy không cần lo lắng nữa Anh nhách môi gian tà ánh mắt sáng rỡ Bàn tay là lướt trên cơ thể cô Không cho Nếu anh ở nhà thì em suy nghĩ lại Cô nhớn mày về anh Kéo một bên dây áo xuống dụ dỗ Anh nuốt nước bọt Ở nhà không được, đi không xong Trời đất ạ, à, phải làm sao với cơ thể mê người này của cô Thôi được rồi anh đi đi Mọi người chờ anh kia kìa Cô bật cười xoa nắn gương mặt mê muội Thèm khát của Thành cô biết anh cũng có bạn bè anh em trong bang hơn một tháng rưỡi qua anh dành riêng cho cô anh nên ra ngoài vui chơi với mọi người với cả vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau cô đặt niềm tin vào anh thành cúi xuống dụi vào cổ cô hôn hít anh thực chẳng muốn đi cơ anh ngày mai chúng ta lên chùa thăm mẹ đi sắc mặt thành thay đổi ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt lộ rõ sự buồn phiền trước khi đi hưởng trang mật anh và cô đến bệnh viện đón bà xuất viện về nhà nhưng bà không đồng ý Bà muốn lên chùa sống một thời gian để tịnh tâm Cầu nguyện cho các con bà bình an hạnh phúc Dù không muốn Nhưng khi thấy bà kiên quyết như vậy Anh chiều theo ý bà Đừng buồn nữa Mẹ vẫn ở bên anh mà Ừ anh đi một lát rồi về với em Vâng em biết rồi Sáng hôm sau Lam vừa bực tức vừa ngồi chém chệ ở sofa phòng ngủ Nhìn người đàn ông ngủ say trên giường Hôm qua anh bảo anh đi một lát Nhưng một lát của anh gần một giờ khuya mới về Bước chân loạn choạng đứng cũng không vững trên người thì nồng nặc mùi rượu miệng thì lẩm bẩm tên cô đã vậy không chịu thay đồ mà lại còn lên giường nằm ngủ luôn làm cô cực khổ hiu cả đêm giúp anh cởi quần áo cho thoải mái bởi vậy đừng bao giờ tin lời đàn ông hứa khi đã gặp bạn bè và rượu thì sẽ quăng lời hứa đó ra sau đầu anh cau mày tỉnh giấc ngồi dậy dây dây thái dương hôm qua anh bị hai tên sợ mặc và lãnh huyết chuốc say đã vậy không cho anh về với vợ đau đầu rồi à em cho anh chết luôn cô trừng mắt khoanh tay trước ngực nhìn anh anh sống dai lắm không để em làm quá phụ đâu anh mỉm cười biết vợ đang giận vì anh về trễ thành nhìn xuống người mình khẽ nhớ mày khi thấy che người chỉ còn cái quần bé là cô cởi cho anh ơ Ôi trời đất vợ anh đáng yêu thế nhỉ lam sau này em cởi thì nhớ cởi luôn ra em sẽ thấy khó chịu khi mặc nó ngủ đấy cô đỏ mà không thôi cái tên biến thái Cô giúp anh cởi đồ cho thoải mái Bây giờ dở giọng chọc ghẹo cô Biết vậy tối qua cô đá anh xuống nền mà ngủ Không cho anh nằm chung giường với cô Anh mau vào vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng Em nói cho anh biết Lần sau cậu uống rượu thì phải thay đồ Rồi mới được lên giường nhé Nếu không đừng mơ được ngủ Rồi tôi lệnh vợ yêu Anh đi lại gần hôn lên gò má cô Sau đó mới đi vào phòng tắm Làm bí môi cười Bao giận dỗi tan biến Ánh mắt gương mặt lộ rõ hạnh phúc ngập tràn Vợ yêu Sao nghe quá đỗi ngọt ngào Nhấn chìm cô trong biển yêu thương lai láng Làm đứng dậy đi thẳng giường Sắp xếp trang gối gọn gàng Và trở thành xuống ăn sáng Cả hai quen ăn sáng với nhau Bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi buồn Nhìn điện thoại của Thành Ánh mắt cô dừng lại một chút Lý trí bắt đầu đấu tranh Từ lúc kết hôn đến bây giờ Cô chưa xem gì trong điện thoại của anh Không biết trong đó có những gì nhỉ Đúng, mối quan hệ của anh và Tô Lịch Kể cả Kỳ Vân nữa Nghĩ đến hai người đó Lam không cần suy nghĩ Cô cầm lên xem Nhưng điện thoại có mật khẩu Cô cũng không biết đó là số gì Trần trừ rồi suy nghĩ một lát Cô nghĩ là sinh nhật mình Thế là cô bấm ngày sinh nhật Kết quả mở khóa thành công Anh thực sự đặt mật khẩu là ngày sinh của cô Cảm động thật đấy Mà bấm xem xem trong điện thoại của anh Cô không thấy có gì quá đáng Thành cũng rất ngoan Tuy quá khứ hơi phóng túng chút Nhưng bây giờ anh thay đổi Biết chiều vợ và trung tình như vậy cũng đủ rồi em cũng thông minh quá đấy nhỉ anh từ phòng tắm đi ra tay cầm khăn bông lau tóc nhếch môi cười khi thấy cô kiểm tra điện thoại của mình anh chẳng làm việc gì xấu nên cũng không ngại cho cô kiểm tra ngược lại anh rất vui khi cô cũng sợ mất anh cô giật cả mình ánh mắt hốt hoảng khuôn mặt xanh lét tay run run như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp thì tất nhiên cô cố gắng mỉm cười xem như không có chuyện gì Kiểm tra điện thoại chồng mình Thì cũng đâu là việc xấu đâu Cần gì phải sợ chứ Làm mà Mẹ không được sợ Anh cho em xem cái này thú vị này Anh cầm lại điện thoại Lướt lướt rồi đưa cho cô xem Cô trợn mắt, miệng nhỏ giật giật Chỉ trong cái nháy mắt Khuôn mặt từ xanh lét chuyển sang đỏ ngầu Lá ruột thành Sao anh chụp em xấu như thế Rõ ràng em đẹp cơ mà Cô hét lên đưa tay giật điện thoại của anh Để xóa đi những tấm ảnh xấu xí của mình Trời đất, anh chọn ngay cái lúc cô đang ngủ say Hay những lúc cô đang ăn mà chụp Rõ ràng anh dìm sự xinh đẹp của cô Không, phải để chứ Những lúc buồn chán anh có thể lấy ra xem Đưa điện thoại cho em Nếu không em cho anh ăn chay cả đời đấy Em nghĩ mình muốn là được ư Cô mỉm môi trừng mắt với anh Rồi lại giường nằm xuống xoay lưng với anh Tỏ ra rất giận Anh nhăn mặt Giận dư Sao dễ giận vậy Với điện thoại của anh Thì chỉ có mình anh xem Cô cần gì phải xấu hổ chứ làm anh xóa là được chứ gì kìa ăn sáng thôi rồi đi thăm mẹ đi em thôi đừng giận nữa anh biết lỗi rồi đây 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 em muốn làm gì thì làm anh đưa điện thoại cho cô đúng là không nên chọc giận vợ cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là anh thôi cô bím môi cười quay mặt nhìn anh rồi câu lấy cổ anh làm nũng mau về em xuống nhà ăn sáng em đói bụng anh mở mắt nhìn cô đúng là phụ nữ dễ giận nhưng cũng dễ hết đúng là không thể hơn thua với cô được Thành càng nghĩ càng cả cảm thấy lạ Không phải lúc trước cô lạnh lùng thờ ơ à Sao bây giờ lại làm nũng thế này Nhưng mà anh rất thích cô của bây giờ Đợi anh mặc đồ đã Anh không muốn để người làm chảy nước miếng đâu Đồ tự luyến Nhìn ghê chết đi được ấy Nhưng mà rõ ràng anh thấy ai kia đang thèm thuồng đấy Ăn sáng xong Thành và Lam đi lên chùa thăm mẹ anh Nhìn bà gầy yếu xanh xao anh đau lòng Anh chỉ đứng từ đằng xa nhìn bà và cô nói chuyện vì anh sợ bà cảm thấy có lỗi với anh Rồi tự dằn vặt bản thân mình Đau buồn lại thêm đau buồn Anh hai xem không lại với mẹ Hà Doanh đứng phía sau anh cất giọng nói Trên tay đem rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho bà Và cho mọi người ở đây Doanh em đến thăm mẹ à Vâng anh hai Sức khỏe mẹ rất yếu Đôi mắt cô đỏ ao Từ ngày ba cô mất mẹ vào chùa Cô suy sụp rất nhiều Không còn cười nói như ngày trước Em có giận anh không? Không, khi ba mất em hiểu được nỗi khổ của anh Em không giận vì ba em thực có lỗi với chú và anh Anh hai, em biết một lời xin lỗi không bù đắp được cho anh Nhưng em muốn thay ba em một lần nữa xin lỗi anh Nước mắt lã trã rơi xuống, hà doanh cúi đầu trước thành Anh không cầm lòng được ôm lấy đứa em một gái bé nhỏ trong lòng chưa bao giờ anh giận hay trách Hà Doanh Và kể cả Hà chính thần Mọi chuyện đều do ông Hà làm người anh hận và muốn giết chỉ có mình ông ta doanh em mãi là đứa em gái của anh chưa bao giờ anh giận em và thần vì cả hai đều là người thân của anh anh hai à hà doanh bà khóc nức nở nhưng nỗi đau trong lòng cô như đang muốn giết chết cô từng ngày cô thấy mình thật cô đơn khi không biết dựa vào vai ai mà để khóc thực lớn cô ganh tị với lam luôn có hai người đàn ông thực lòng yêu thương bù che chở Chắc có lẽ mọi thứ đều do cô tự làm tự chịu lúc trước Cô bẻ kế chia rẽ người khác Bây giờ cô nhận toàn là những đau thương Thành và Lam ngồi trên xe Đi đến nhà ông bà Trình Lâu rồi cô chưa về thăm ba mẹ Ánh mắt Thành đăm đăm nhìn bên ngoài Ánh mắt mênh mông đau thương Chất chứa suy nghĩ buồn phiền trong lòng Anh à đừng buồn nữa Chuyện qua rồi mà Ừ um, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi Thầy vòng tay ôm lấy cô Thật may lúc này anh có cô bên cạnh Nếu không anh nghĩ tâm trạng Cuộc sống mình rất tồi tệ Chắc anh lại ngày đêm vùi đầu với bia rượu, thuốc lá, công việc Khi không chịu nổi thì tìm phụ nữ phát tiết Khi hơi sâu, cho những muộn phiền trong lòng Anh là người giỏi trong việc che giấu cảm xúc Không phải anh tỏ ra bình thường là trong lòng anh bình thường Nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng anh Nhất là nỗi đau mất ba Anh sợ cô đơn hơn cái chết Chết còn được gặp ba, gặp ông bà Nhưng khi anh cô đơn Anh chỉ có một mình với bốn bức tường lạnh lẽo những ngày tháng ông bà lần lượt qua đời, anh cảm nhận mình không còn gì, ai ai cũng rời bỏ anh. Cũng may lúc đó có mẹ anh và Hà Doanh bên cạnh an ủi, nếu không anh không biết mình phải làm gì. Chiếc xe dừng trước nhà ông bà Trình, Thành đỡ cô bước xuống, cô mỉm cười nắm chặt tay anh, Thầy khom người cúi xuống cầm lấy quà rồi cùng cô đi vào. Ông bà Trình uống trà phòng khách thì cả hai đi vào, vì muốn bất ngờ, cô không thông báo hôm nay về chơi nên khi thấy cô, ông bà vui mừng muốn khóc. Từ lúc sinh ra đến giờ, làm chưa xa ông bà một ngày, nhưng con gái lớn lên thì phải lấy và theo chồng. Ông bà biết thế nhưng vẫn cảm thấy buồn và nhớ cô. Ba mẹ con mới đến, thành cúi đầu chào, đặt những món quà lên bàn. Làm miếu máu nhà và lòng bà bật khóc. Hơn một tháng rưỡi cô chưa về thăm ba mẹ, cô thực bất hiếu mà. Sắp là mẹ rồi, khóc như trẻ con thế này con. Con nhớ mẹ thèm cơm của mẹ nấu nữa Thành Chuyện của ông Hà con điều tra đến đâu rồi Ông Trình nhìn anh hỏi Lúc đầu ông bà đặc biệt không thích anh Nhiều lần cầu xin anh buông tha cho Lam Nhưng anh kiên quyết muốn kết hôn Lúc đó ông bà cứ nghĩ Cuộc đời cô bị chôn vùi vào hố đen Sống cuộc sống tối tăm mù mịt Không lối thoát Nhưng khi dần dần tiếp xúc Nhìn thấy những hành động của anh đối với cô Và khi và nếu như không có anh chắc bây giờ bà trình không ngồi đây nói chuyện như vậy vẫn chưa ông trình cầm tách trà lên uống ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn qua làm hai đứa có tin vui chưa làm ba làm mẹ ai cũng mong con mình hạnh phúc và bà cũng vậy bây giờ nhìn cô vui vẻ với thành bà cũng an tâm lúc trước bà lo sợ vì bà hiểu rõ tính tình cô ngang bướng cố chấp nỗi sợ của bà càng nhiều hơn khi nghe tin bằng trở về Bà sợ cả hai chót dại Làm chuyện đáng xấu hổ Lúc đó bà chắc chắn không tha cho cả hai Tụi con mới cưới mà chưa đâu ạ Làm ngại ngùng liếc mắt nhìn qua thành Anh khẽ nhớn mày mỉm cười nhìn cô Mới cưới cái gì Gần 4 tháng rồi Nhưng đâu phải con muốn là được đâu ạ Bàn tay mềm mại nhào nhĩ cái váy Ánh mắt mông lung suy nghĩ gì đó Chẳng nhẽ cô bị bệnh Hay là do thành quá yếu Theo cô biết nếu hai vợ chồng đều khỏe mạnh rất nhanh có con cô và anh quan hệ nhiều lần lần nào cũng miệt mài cả đêm thế mà đến giờ cô chưa có triệu chứng gì mang thai cả chắc có lẽ cô nên đi khám thử hai đứa còn trẻ thôi lo gì chuyện này ông trình mỉm cười dù mong bế cháu nhưng cũng không nên tạo áp lực cho cô dạ có cái trời cho không có cũng không sao đâu ạ thành xoa xoa bả vai cô theo anh quan sát sắc mặt cô biết là cô đang lo lắng căng thẳng như vậy thực đâu có tốt cho vợ anh đâu 7 giờ tối cả hai về nhà Vừa bước vào thấy lãnh huyết và kỳ vân ngồi sofa đợi anh Em lên phòng trước đây Làm xoay mặt nhìn anh Thấy kỳ vân cô khó chịu bức bối Lên phòng tắm rửa Sau đó thoa chút kem dưỡng cho làn da mịn màng trắng sáng Miệng tiếng âm nga giai điệu gì đó rất vui tươi Bỗng nhiên làm dừng mọi động tác Nhìn mình trong gương giữa âm thầm nuốt nước bọt Ai, Thèm xoài thế nhở Giờ này không thích hợp ăn đồ chua Nhưng cô chịu không có nổi Cô lấy áo cho anh ngủ mặc vào đi xuống bếp Hy vọng trong tủ lạnh có trái cây mà cô thèm Nếu không chắc cả đêm cô không ngủ được Mở tủ lạnh Cô vui vẻ cười híp mắt Mẹ quá có xoài có táo Đúng những thứ cô đang muốn ăn Ngon quá đi mất Ngày hôm sau chủ nhật Lam đến chung cư tâm sự với băng Với cả đang muốn học làm bánh kem Vì năm ngày nữa đến sinh nhật thành Năm nay cô tự mình tổ chức sinh nhật cho anh từ lúc kết hôn đến bây giờ Cô chưa làm được gì cho anh Lúc trước còn nói chuyện khó nghe Nhiều lần làm anh đau lòng tổn thương Lần này cô quyết bù đắp cho anh Cho anh một sinh nhật thật tuyệt vời Sao mình thấy cậu gầy đi nhiều thế nhỉ băng Có chuyện gì à Băng mỉm cười gỡ gạo Tâm trạng cô bây giờ thực sự tồi tệ Giá như cô không về đây hay biết mấy Mình không sao đâu Áp lực công việc thôi mà Làm thở dài Chồng người lấy miếng xoài cho vào miệng ngay chóp chép ngon lành Nhà cậu thiếu thù lắm à Bằng bật cười Lam nói qua đây tâm sự Sẵn tiện học làm bánh kem Nhưng cô cảm thấy Lam như đi hưởng thụ vậy Trái cây sữa chua trong tủ lạnh của cô Lam cứ thấy ăn sạch sẽ Không phải Nhưng mà trái cây nhà cậu ngon thật Này Ăn gì mà chua vậy Đừng nói là mang bầu đấy nhá Hả Bầu á Lam ngồi thẳng dậy Mắt mở to Mang bầu Phải Cô thèm đồ chua Mà tháng này cũng bị trễ Theo cô biết Phụ nữ mang thai thường thèm chua và không có kỳ kinh nguyệt rồi làm sao nhỉ? mặt làm nghiêm túc nhìn bằng thực tâm trạng cô không được vui nhưng khi nhìn thái độ biểu cảm trên gương mặt lam cô không thể nhịn nổi cười thử que xem Ừ nhở để mình mua que về thử thôi ngồi đây mình đi mua cho bằng rời đi lam ngồi thẫn thờ ở sofa bà tay chạm nhẹ chiếc bụng phẳng lì của mình nếu cô thực sự mang thai chắc anh vui lắm sinh nhật lần này chắc chắn ý nghĩa với anh trong phòng vệ sinh Lam cao mày nhìn que thử thai trong tay Là hai vạch nhưng rất mờ Cố gắng nhìn mới thấy là hai vạch Vậy là có thai hay không nhỉ Thế nào xong chưa Bằng nóng lòng muốn biết Nếu Lam thực sự mang thai Cô được làm mẹ nuôi Lúc đó tha hồ bế cụ cưng Nghĩ thôi cô cảm thấy vui và hạnh phúc quá Này như vậy là mang thai à Lam mở cửa bước ra Dơ que thử thai trước mặt bằng bằng nhíu mày cầm que thử thai từ tay cô quan sát và phân tích nói hai vạch không phải một vạch thì không đúng hay tại mình mua que thử thai hết hạn sử dụng nhỉ ê, cậu thực là làm thời dài buồn chán chắc là không mang thai rồi ê đến bệnh viện khám đi như thế chắc hơn đấy Ừ nhỉ sao mình ngốc thế đi thế là cả hai đến bệnh viện bằng nóng ngóng ngồi bên ngoài khoa sản chờ làm Bàn tay cô run run cầm tờ giấy bước ra Đôi mắt long lanh như sắp khóc Tuy là vậy Nhưng trên gương mặt không giấu được sự hạnh phúc ngập tràn Trên môi nở nụ cười rạng rỡ Vì cô được làm mẹ của một đứa trẻ Một thiên chức thiêng liêng cao cả Thế nào rồi Làm mình lo quá Bằng lại lại vai cô Nhìn cô bây giờ đi Xấu xị không tả được Mình mình mang thai rồi Cục cưng được 4 tuần Mình được làm mẹ rồi Làm ôm chặt lấy lạc băng Vợ hòa mừng rỡ nếu như Thành biết được anh được làm ba Chắc chắn anh rất vui Nhưng cô dự định không nói vội Cô đợi tới ngày sinh nhật anh Cho anh bất ngờ to lớn thiêng liêng này Lúc đó chắc anh khóc ngập cả thành phố mất Từ đằng xa Có một người âm thầm quan sát mọi hành động Và lời nói của làm Mang thai à Đôi mắt híp lại Là môi khẽ nhất tạo đường cong để vẻ bí hiểm chứa đầy sự oán ghét và thù hận Mang lại xe về chung cư trên xe, Lam liên tục lấy tay xoa chiếc bụng, miệng lẩm bẩm với cục cưng. Con đến đúng lúc quá, lần này á, à, mẹ cho ba của con một bất ngờ thật lớn. Ê, cậu thích con trai con gái? Ừ, thích con trai. Tại sao? Vì sẽ đẹp trai giống chồng mình ý. Làm bật cười thành tiếng Cô dự định sinh từ hai con trở lên Để cùng cô chống đối lại với Thành Như vậy chắc vui và náo nhiệt lắm nhỉ làm đưa mắt nhìn bên ngoài trên môi nở nụ cười hạnh phúc thời tiết hôm nay thật đẹp mát mẻ và dễ chịu bầu trời cao trong veo màu xanh nhạt nó như đại diện cho tâm trạng vui vẻ của cô ở hiện tại khi biết mình được làm mẹ cảm xúc cô như vỡ hòa không có gì hạnh phúc bằng khi biết có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng và hiện tại mình có trách nhiệm to lớn là bảo vệ chăm sóc điều đó thật thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc Thành sinh ra thiếu thốn tình cảm gia đình Vậy nên cô bù đắp cho anh bằng một gia đình ngập tràn tiếng trẻ thơ Để cho anh cảm nhận rõ hai chữ gia đình viết thế nào Và cô biết chắc chắn anh làm tốt trách nhiệm thiêng liêng của mình Ăn cơm tối cùng với băng xong Lam gọi điện bảo tài xế đến đón mình về nhà Tuy băng là tiểu thư nhưng rất đáng thương và cô đơn Có gia đình như chẳng có Lúc nào cũng chỉ có một mình tự vượt qua nỗi đau Vượt qua biến cố của cuộc sống Làm cảm thấy mình may mắn Tuy gia cảnh cô không khá giả Nhưng ba mẹ cô luôn mực yêu thương và che chở cho cô Khi trưởng thành thì gặp được hai người đàn ông hết mực yêu thương cô Xem cô là khoảng trời trong lòng họ Tuy cô và Bằng không đến được với nhau Nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi chấp nhận yêu anh Anh cho cô một mối tình đầu trong sáng vô cùng đẹp đẽ vì lo cho Lam đang mang thai Băng đưa cô xuống chung cư Chờ tài xế của Thành đến nón. Cô đã dặn dò băng Không được nói với ai Rằng cô đang mang thai Kể cả ba mẹ của cô cũng vậy Nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ mất Cả hai từ trong thang máy đi ra Lam cau mày khi nhìn bóng lưng quen thuộc Người đó không ai khác Chính là Dương Hữu Bằng Tại sao Bằng biết cô đây? Dương Tổng à, xin chào Mang lên tiếng vì không muốn cô phải khó xử Bây giờ cô có chồng Hiện cô đang mang thai Liên quan người cũ không tốt cho quan hệ với người hiện tại Người đó chính là La Duật Thành Người trong cuộc luôn đặt trái tim cao hơn lý trí Nhưng con người đứng ngoài cuộc như băng Đặt lý trí cao hơn trái tim Lam à Chúng ta nói chuyện một chút được không Băng Chúng ta không còn gì để nói cả Băng cười khổ Bây giờ gặp cô khó hơn cả lên trời lúc nào cô cũng xuất hiện bên thành không thể ở miết trong biệt thự khó khăn lắm hôm nay anh có cơ hội được gặp cô anh chỉ muốn tâm sự với em một chút chúng ta làm bạn không được ư bằng đưa mắt nhìn băng bảo cô rời đi nhưng cô nhất quyết không chịu đi vì rất có thể thành đang đến nếu cả hai đứng nói chuyện riêng với nhau rất dễ bị hiểu lầm huống chi bây giờ lam đang mang thai nếu xảy ra chuyện gì đứa bé thật sự rất đáng thương lam em sống hạnh phúc chứ Ừ, hạnh phúc, em đang rất hạnh phúc Băng à, anh cũng xứng đáng được hạnh phúc Hãy trân trọng như gì mình đang có Làm một ám chỉ đến Hà Doanh Vì cô biết Hà Doanh thực lòng yêu thương anh Hà Doanh bây giờ thực sự thay đổi qua cú sốc của gia đình Cách nói chuyện không còn kiêu căng, khó nghe như ngày trước Ở hiện tại, cô buông bỏ tình cảm với anh Tập trung lo cho công việc và chăm sóc cho mẹ Hạnh phúc với ai đây? Anh chỉ có thể hạnh phúc, vui vẻ khi bên cạnh em thôi là mà. Em biết không? Hơn một năm điều trị bên Mỹ, anh luôn nhớ về em. Trong đầu anh chỉ có em. Vì em mà cố gắng, tất cả mọi thứ vì em. Vậy thì bây giờ em bảo anh chấp nhận làm sao đây? Gần bốn tháng qua, anh sống như người đã chết. Anh ước gì mình có thể chết luôn trong vụ tai nạn đó, để bây giờ anh không phải đau khổ thế này. Từng lời, từng lời của bằng như vết hứa cắt vào da thịt cô. Hốc mắt cô đỏ ao khi thấy người mình từng yêu vì mình đau khổ. Cả hai xa nhau do sự sắp đặt của số phận, không phải lỗi do anh, cũng không phải do tình cảm của cả hai phai nhạt dần theo thời gian. Hai con người nếu như còn duyên thì sẽ không mất nhau, nhưng nếu mất nhau chắc chắn hết duyên. Và chuyện tình cảm của cả hai cũng vậy, phải biết chấp nhận và buông bỏ để giữ lại mối quan hệ tốt đẹp. Chiếc xe màu đen quen thuộc của Thành lái đến, anh từ bên trong xe bước ra dáng vẻ rất bình thường Không giống như đang tức giận Như trái tim người nào đó đang thỉnh thịch vì lo lắng Thành đi đến gần cả ba Trên tay anh cầm theo áo khoác dài cho cô Dạo này sức khỏe cô không được tốt Anh sợ vì thế mà nhiễm bệnh Làm, đợi lâu chưa? Ánh mắt Thành ba phật dịu dàng Bài phật nuôn chiều dành cho cô Anh lấy áo khoác đặt lên vai cô Kéo cô ôm sát trong lòng Như thể không quan tâm chuyện gì Em mới xuống thôi Ừ, về thôi, ở đây lạnh lắm em Một lần nữa bằng chứng kiến cảnh Lam rời đi cùng người đàn ông khác Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng thua cuộc? Rõ ràng anh là người đến trước Vậy Thành lấy tư cách gì có được cô? Bằng thở dài bất lực Theo cô thấy, trên đời này không có gì rắc rối bằng chuyện tình cảm yêu đương Dương Tổng à, tôi biết là anh yêu Lam Nhưng bây giờ cậu ấy đã có chồng rồi Anh không nên tìm gặp cậu ấy như thế tốt hơn cho cả anh và cậu ấy Ánh mắt đau thương của bằng Nhìn phía hai bóng lưng quấn quýt ôm chặt lấy nhau Cùng nhau bước đi trên con đường Nhưng anh thì chẳng thể làm được gì Ngăn cản à Giữ cô lại à Anh lấy tư cách gì đây Anh lấy tư cách là người yêu của cô Hay lấy tư cách một người đến trước Những thứ đó trở nên vô nghĩa Khi bây giờ trên tay cô đeo nhẫn cưới Được pháp luật công nhận là vợ của Thành Được mọi người kính nể Gọi là La Phu Nhân Cô nghĩ tôi làm được ư Buông tay và hy sinh cho người mình yêu Cũng là loại hạnh phúc Đừng ích kỷ phá hoại đi những kỷ niệm đẹp của hai người Yêu nhau không nhất thiết ở bên nhau Đôi khi lặng lẽ hy sinh Lặng lẽ quan tâm Lặng lẽ bảo vệ hạnh phúc của đối phương Cũng là một loại hạnh phúc Nhưng trên đời Liệu mấy ai làm được chuyện đó Đôi mắt long lanh to tròn Hàng mi dài chớp chớp Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh thành nhách môi cười vòng tay rắn chắc mạnh mẽ ôm sát cô trong lòng sao vậy hai hàng chân mày lam khẽ trao lại hôm nay thành rất lạ thái độ bình tĩnh như nước ánh mắt không có chút gì gọi là hung tợn hay tức giận bây giờ còn dịu dàng mỉm cười với cô em không nổi giận à em nghĩ anh nổi giận ư thành xoa xoa gương mặt cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nguyên ngày hôm nay anh chẳng thể làm được gì Ăn cơm cũng nhớ cô, làm việc cũng nhớ cô. Chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để đón cô về nhà hôn hít cho thỏa thích. Anh cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo nếu không có cô bên cạnh. Không phải em nói đã không còn yêu Dương Hữu Bằng à? Chỉ cần em nói, anh chọn tin tưởng. Phải, chỉ cần Lam nói, anh luôn tin tưởng. Dù đó có là lời nói dối. Cô vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng, ngả đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Mẹ cười chúm chím khi nghĩ đến cục cưng trong bụng. Thành à, anh thích con trai hay là thích con gái? Anh á, con trai con gái anh đều thích, chỉ cần là em sinh. Cô nhảy miệng cười, từng nôn nao trở đến ngày sinh nhật anh. Ngày đó chắc chắn là ngày đáng nhớ về ý nghĩa. Em sinh á, lỡ em mang thai con người khác thì sao? Cô đưa tay xoa xoa gương mặt điển trai của anh. Ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ hạnh phúc. Bỗng chốc khuôn mặt anh đen xỉ. Sinh con cho người khác, hỏi anh thích con trai con gái làm gì? Nó có ý nghĩa gì chứ? Làm nhớ người hôn lên môi anh như xoa dịu Nhìn mặt anh bây giờ đi Vô cùng buồn cười Nào đừng có thế Em chỉ sinh con cho anh thôi được không Câu nói này làm trái tim anh mềm nhũn Ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu tình cảm yêu thương dành cho cô Chỉ riêng mình cô Trình ngữ Lam 9 giờ tối Lam ngồi trên giường đọc sách Thành thì qua thư phòng giải quyết một số việc Khép lại quyển sách trên tay Lam thở dài ánh mắt đượm buồn khi nhớ những lời nói của bằng khi nãy cánh cửa phòng mở ra cả mắt sắc bén của thành híp lại Qua sát sắc mặt buồn bã của lam dường như anh biết cô đang nghĩ chuyện gì trong đầu thành giả vờ ho nhẹ đi lại giường ngồi xuống cạnh cô lam bừng tỉnh thu dáng vẻ mệt mỏi buồn bã của mình rồi mỉm cười dịu dàng với anh suy nghĩ chuyện gì thẫn thờ thế anh nhớ mày cầm bàn tay mềm mại của cô hôn nhẹ dạ vài chuyện linh tinh thôi Cô đảo mắt hứa khác môi mím nhẹ Anh nhách môi cười gật gật đầu Chỉ cần quan sát một chút Anh biết cô đang nói dối Nhưng hiện anh cũng không muốn vạch trần Thành nhích lại gần Ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô hôn sâu Cô cảm thấy không ổn Nếu tiếp tục anh ảnh hưởng đến bé con trong bụng mất Dù khi chưa bác sĩ nói Có thể quan hệ nhẹ nhàng Nhưng cô hiểu anh Anh có bao giờ nhị nhàng đâu chứ Nào anh đừng mà Bàn tay chắn trước phía ngực anh Dùng hết sức đẩy anh ra anh cau mày khuôn mặt tỏ ra không hài lòng với cô chẳng nhìn hôm nay gặp bằng cho nên giờ cô không cho anh gần gũi ư tại sao hôm nay em mệt anh quay mặt sang hướng khác hàm răng cắn chặt ánh mắt âm u lạnh lẽo thấu xương anh hôm nay em mệt thật đấy hôm khác em bù cho anh với lại vợ chồng làm nhiều quá không tốt gây nhàm chán và không còn hưng phấn đâu em đừng có tìm lý do em không giỏi nói dối đâu anh bước xuống giường em mệt à nhàm chán à? Không còn hưng phấn nữa. Lý do nghe không hợp lý một tí nào cả Anh nhịn hơn một tuần qua vì ai Vì lo cho sức khỏe của cô Sợ cô mệt Sợ cô không thoải mái Nhưng bây giờ nhìn cô khỏe Sắc mặt hồng hào Anh đòi hỏi một chút Thế mà cô từ chối anh Anh có thể giả vờ tin Nhưng xin cô đừng nói dối trắng trợn như vậy Em nói thật đấy Bàn tay chạm qua bụng Cô là vì con anh Vì anh nên mới nói thế Thế mà anh nổi nóng với cô Thành lê giường nằm xuống Kéo chăn tới ngực Nằm quay lưng lại với cô Cô mỉm môi bỏ qua phía anh nằm xuống Dù rụi vào lòng anh như con mèo nhỏ Mai nữa em bú Cho em nợ được không Đừng có giận được không nào Thành Anh chỉ muốn nghe lời thật lòng thôi nếu mà anh nghĩ em vì bằng mà không cho anh ấy Thì anh sai rồi Những gì em làm tất cả đều là vì anh mà Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm Anh không thấy sự nói dối nào trong mắt cô Ví anh à Sao lại vì anh Ngủ đi vài hôm nữa em có bất ngờ dành cho anh đấy Cô hôn lên môi anh rồi xoay lưng lại Nắm chặt bàn tay to lớn của anh đắn ngay bụng mình Rồi mỉm cười hạnh phúc Cô cưng ngoan Anh nàng sáng chói vào căn phòng vô cùng sang trọng Quần áo vương vãi khắp nơi Như đại diện cho một đêm ân ái nồng cháy cuồng nhiệt Trên giường Người có gái nằm nghiêng Ánh mắt nhìn xa xăm Trên chăn hờ hững trên cơ thể đầy những dấu hôn Do đêm qua để lại Người đàn ông dựa lưng vào thành giường Dùng tay xoa xoa thái dương Như thể đau đầu và phiền muộn Thân hình người đàn ông vô cùng vạm vỡ săn chắc Khuôn mặt góc cạnh vô cùng cân đối Trên bắp tay có vài vết sẹo dài ngắn Đặc biệt trên ngực người đàn ông Có một hình xăm khá lớn đẹp mắt Để vẻ nam tính cuốn hút Người đàn ông không ai khác Chính là lãnh huyết Người con gái chính là Kỷ Vân Tối qua cả hai đi ba uống rượu Vì lo lắng cô không tự mình lái xe về được Anh đưa cô về Thế là chuyện gì đến cũng đến Cả hai ở trạng thái say xỉn không được tỉnh táo Nên xảy ra quan hệ Nó xuất phát từ nhu cầu sinh lý đầy bản năng của con người Tình một đêm đối với lãnh huyết là chuyện bình thường Nhưng anh không ngờ mình xảy ra quan hệ với Kỷ Vân Đây là lần đầu tiên của cô Thế nên bây giờ anh không biết phải làm sao Chịu trách nhiệm hay nhắm mắt cho qua Coi như đêm qua cả hai chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau Nhưng điều đó quá thiệt thòi cho Vân dù gì anh lấy đi sự trong trắng của người ta vân à tôi tôi xin lỗi anh về đi coi như là chưa có chuyện gì xảy ra vân ngồi dậy dùng tay giữ chiếc chăn che cơ thể của mình lạnh huyết nhìn cô đôi mắt và gương mặt đầy sự có lỗi tự trách nhưng quả thực vân xinh đẹp vô cùng gợi cảm đêm qua cô có rượu nên sự xinh đẹp gợi cảm tăng lên bội phần đã vậy cô chủ động hôn anh anh là đàn ông nhu cầu sinh lý cao cộng thêm đêm qua có rượu sao anh chống lại được sự ham muốn của bản thân không cần nhìn tôi như thế chúng ta đều là người lớn mà vân bật cười nụ cười chứa sự bí ẩn không giải thích được về ai tôi sẽ chịu trách nhiệm với em lạnh huyết như vết máu khô trên ga giường những khoảnh khắc mặn nồng cuốn quýt tối qua hiện lên trong tâm trí đặc biệt cơ thể mê người của cô anh không quá bất ngờ khi biết cô vẫn là con gái vì thế theo anh biết Cô chưa có mối quan hệ yêu đương với ai Và anh biết người trong lòng của cô là ai Nếu anh đoán không lầm Người cô thích là Thành Lão đại của cả hai Anh nhiều lần chứng kiến Vân vô thức nhìn Thành Nói chuyện cũng rất nhị nhàng Luôn tìm cơ hội tiếp xúc thân mật Đặc biệt không ngại nguy hiểm Không màng bản thân để cứu Thành Những việc đó chứng minh Vân thích Thành Anh muốn cưới tôi à? Lãnh huyết Ừ Tôi thực sự không cần đâu Vân lắc đầu Ánh mắt đượm buồn như bên ngoài cửa sổ Như đêm qua lần đầu tiên của em Tôi không thể không chịu trách nhiệm Lần đầu thì sao Tôi 25 rồi Cũng muốn trải nghiệm một chút về chuyện tình dục Lạnh huyết cau mày Sắc mặt lời nói cô hoàn toàn trái ngược Cô nói cô muốn trải nghiệm Nhưng gương mặt hiện lên sự tiếc nuối hối hận và buồn bã Tôi Lãnh huyết à Nếu như một người đàn ông quan trọng chuyện trinh tiết Vậy thì người đó không xứng làm chồng của tôi chứng tỏ người đó không yêu tôi chỉ yêu cơ thể tôi và người đó còn là một người đàn ông ích kỷ vậy nên anh không cần phải thấy có lỗi với tôi đâu tôi nói rồi chúng ta đều là người lớn tình một đêm là bình thường trong xã hội hiện nay nó không to lớn hay nghiêm trọng nên anh đừng nói với tôi hai chữ trách nhiệm vân nói xong dở chăn đi vào phòng tắm để mặc lãnh huyết ngồi thở thẫn nhìn vào cơ thể cô anh âm thầm nuốt ngụm nước bọt nhịp tim đập nhanh hơn bình thường Yết hầu lăn lộn lên xuống Cơ thể cũng nóng gian Mày sao thế này lạnh huyết Đâu phải chưa từng thấy đâu Anh vỗ đầu mình như kẻ ngốc Rồi đứng dậy nhặt đồ lên mặt Gần nửa tiếng trong phòng tắm Vân mới bước ra với chiếc đầm hai giây dài qua gối Cô bất ngờ khi anh vẫn ở đây Và đang ngủ trên sofa nhìn cô Anh chưa về à Vân à nếu em thay đổi quyết định thì nói với tôi Lúc nào tôi cũng sẵn sàng cưới em Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống Vân xoay lưng với anh Nhanh chóng gạt đi nước mắt Che giấu cảm xúc yếu đuối của bản thân Lạnh huyết Anh về đi Anh ra về Vân bần thần ngồi xuống sofa Suy nghĩ chuyện gì đó Trong mắt hiện lên uất hận Những tia tàn độc và hận thù Đứng dậy tìm điện thoại Lắp một thẻ sim khác vào Cô bấm khẽ dãy số rồi gọi đi Rất nhanh đổ chuông Và có người bắt máy Alo Giọng nói trầm pha chút mệt mỏi vang lên Nhưng âm thanh này rất quen thuộc Người đó không ai khác Chính là Dương Hữu Bằng Tôi là Vân đây Thuộc hạ thân cận của La Duật Thành Gọi tôi có việc gì Tôi có chuyện muốn hợp tác với anh Có lợi chứ không có hại đâu Bên này hai hàng chân mày của Bằng nhíu chặt dở chăn bước xuống giường nhìn bên ngoài cửa sổ Việc gì Gặp rồi nói Tôi gửi chỗ hẹn qua cho anh Đừng đến trễ đấy Vân nhếch môi cười nhạt Ngón tay bấm tắt Rồi bấm địa điểm hẹn đến cho bằng Một chữ tinh vang lên Bằng nhìn màn hình điện thoại Trong đầu anh hiện nhiều suy nghĩ Nhưng anh đoán ra một phần nào đó Đưa tay lên chán dây dây Khép hờ đôi mắt lạnh lẽo buồn bã Gần 4 tháng qua Anh luôn làm bạn với rượu Chỉ rượu mới giúp anh thoải mái Chỉ rượu giúp anh xua đi hình bóng của Lam Nhưng sau khi tỉnh rượu Cô vẫn ở đây Vẫn ngay trong đầu và trái tim anh Càng nghĩ anh càng không cam tâm Nhìn sâu trong ánh mắt cô Anh thấy cô yêu mình Vậy thì tại sao Chỉ cần cô kiên quyết một chút Cả hai có thể ở bên nhau Ngày xưa cô đâu yếu đuối Phụ thuộc đối phương như vậy Dù mẹ anh không đồng ý Nhưng cô quyết tâm cùng anh chứng minh cho mẹ thấy Cả hai là thực lòng yêu nhau Vậy thì tại sao bây giờ Cô không quyết tâm như vậy Thở hát một hơi Sao mặt anh thay đổi đôi mắt híp lại như quyết tâm chuyện gì đó. Thay đồ đi xuống nhà, bằng nhìn thấy ông bà Dương ngồi sofa uống trà và đọc báo. Dạo này ông bà liên tục hối thúc anh lấy vợ, đối tượng còn là Hà Doanh. Con đi làm đây. Khoan đã. Bà Dương gọi anh, nhìn anh vì Lam trở nên thê thảm bà rất khó chịu. Mẹ muốn nói chuyện gì? Mẹ thấy con chưa đủ mệt mỏi à? Bằng khó chịu lên tiếng, từ lúc phát hiện bà giấu anh về việc làm kết hôn Mối quan hệ của cả hai không tốt Không còn được như xưa Nhiều lúc bà cảm thấy tủi thân Với thái độ lạnh nhạt của bằng Bà cũng muốn tốt cho anh Muốn tốt cho Dương ra nên mới làm vậy Nhưng chưa bao giờ anh hiểu cho tấm lòng của người mẹ Con ăn nói với mẹ con như thế đấy à Bằng Đừng quên người phụ nữ này Đau đớn sinh con ra Cực khổ nuôi lớn con Ông Dương đặt mạnh tờ báo xuống bàn Ánh mắt giận dữ nhìn con nếu mẹ không giấu con bây giờ con thế nào bằng con làm ba thất vọng đấy có nghĩ mình là ai nếu con biết thì đã sao có nghĩ con đấu lại được với la ruột thành ư ừ. thời gian sống trong thế giới ngầm quyền lực bao vây rồi cả hà ra lăng ra phía sau giúp đỡ nó nữa bằng cười nhạt quyền lực ư ừ, quyền lực mua được trái tim của lam không đây chắc là không làm tha thiết yêu anh Nhưng chỉ bị Thành uy hiếp Nên cô mới cam chịu chấp nhận bên anh Bằng không nói một lời Quay người bước đi ra xe Ông bà Dương nhìn theo chỉ biết thở dài Khuyên đã khuyên Nói cũng đã nói hết rồi Làm vườn vai thức giấc Liếc nhìn xung quanh căn phòng Tìm kiếm Thành như không thấy đâu Ngồi dậy vuốt mái tóc Kéo dây áo ngủ xuống Bị rớt xuống bắp tay lên vai Nhưng điều cô thấy lạ Trên ngực và cổ tấm tít dấu hôn làm nhíu mày nhớ lại đêm qua Lúc cô ngủ cảm nhận ai đó đụng chạm Nhưng buồn ngủ quá nên không để ý tới Chân mày giãn ra Trên môi là nụ cười bất lực Chắc chắn thành rồi Vì không ai có thể vào đây làm chuyện đó với cô được Nghĩ cũng tội nghiệp Anh đang sung mãn vậy mà bắt nhịn hơn một tuần Chắc hẳn khó chịu lắm nhỉ Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Cô lấy chiếc đầm rộng rãi mặc vào cho thoải mái Rồi xuống nhà tìm anh Thành ngồi sofa Bàn tay cầm iPad xem tin tức Hai hàng chân mày trao lại Đôi chân vắt chéo như quyền lực và phong độ Anh à Cô từ từ đi lại Định bụng chất vấn anh về đêm qua Ừ Anh chăm chăm nhìn iPad Một cái liếc mắt quan tâm cũng không dành cho cô Cô bĩu môi Rõ ràng tối qua chiếm tiện nghi người ta Bây giờ giả vờ giận dỗi đấy à Người nên giận dỗi là cô chứ Người ta cũng là con người Cũng có ham muốn Nhưng chỉ sợ anh làm ảnh hưởng đến con thôi Anh ăn sáng chưa Anh chưa Cô hừ một tiếng rồi bỏ đi vào phòng bếp Cô không rảnh mà dỗ rảnh anh Những lời nói đêm qua là sự thật Tin này không tùy anh Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả Lúc đó đừng có ôm cô mà xin lỗi Thành ngước lên Theo tính toán trong đầu thì cô năn nỉ anh Bảo anh vào ăn sáng với cô Nhưng bây giờ cô hừ lạnh với anh Rồi ngoe nguẩy đi ăn sáng một mình Đã đài bát xuống bàn Anh cầm tách cà phê uống Ánh mắt híp lại suy nghĩ như lời cô nói tối qua Vài hôm nữa em có điều bất ngờ dành cho anh. Vài hôm nữa? À? Điều bất ngờ gì? Miệng anh lẩm bẩm, ngón tay gõ gõ lên đuổi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh sáng rỡ khi nhớ đến vài hôm nữa là sinh nhật mình. Chắc cô muốn tạo bất ngờ cho mình. Nhưng chuyện này đâu liên quan đến chuyện đó nhỉ? Là sao ta? Sao khó hiểu thế này? Thôi bỏ đi, ăn sáng cái đã. Ăn sáng cái đã. Anh đi đâu thế? Anh có việc gấp cô nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng không biết anh có việc gì mà gấp vậy anh đi cẩn thận đấy anh mỉm cười đi lại ôm lấy cô hôn lên trán cô như trần an trong lòng lam ngập tràn lo lắng đặt tay lên bụng xoa nhẹ rồi khẽ mỉm cười ngày mai sinh nhật anh chắc chắn anh vui khi biết mình được làm ba ánh mắt mơ màng há miệng ngáp hơi dài lam nằm xuống giường cuột tay ôm lấy chiếc gối của anh vào lòng rồi tiến vào giấc ngủ làm ngủ buổi giấc 8 giờ sáng Cô vươn vai ngồi dậy Liếc mắt nhìn xung quanh xe thành về chưa Thời dài một hơi Làm buồn chán dở chăn bước xuống giường Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Xuống nhà ăn sáng Rồi ra ngoài sofa xem phim Xem chán thì lướt điện thoại Lướt điện thoại chán thì đọc sách Làm cảm thấy khó chịu buồn chán khi không có anh ở nhà Cô quen có anh rồi Bây giờ anh đi công việc Cô cảm thấy nhớ nhung không tả xiết Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên Báo có tin nhắn gửi tới Cô nhíu mày bộ đặt cuốn sách xuống bàn Cầm lấy điện thoại xem ai gửi tin nhắn đến cho mình Và nội dung tin nhắn là gì Khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đơ Hàng chân mày nhíu chặt Đôi mắt đỏ ao nhìn màn hình điện thoại Bên trong màn hình Hình ảnh của Thành với người con gái Cùng nhau ở ba uống rượu Cả hai cuốn quýt thân mật hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo Quả đáng hơn, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh giường chiếu của cả hai, hai thân thể quấn lấy nhau không khe hở. Nước mắt trực trào rơi xuống. Những hình ảnh này như vết dao đâm vào trái tim Lam, làm cô đau đớn tả không được. Anh đang trả thù cô à? Ngày trước anh nhận được đoạn video của cô và Bằng, bây giờ anh muốn cho cô hiểu cảm giác đau đớn của anh là thế nào đúng không? Xanh quá đáng thế này chứ? Gạt đi giọt nước mắt, làm lấy hết can đảm xem lại một lần nữa Cô nghĩ đây chỉ là ảnh ghép Ánh sáng không rõ ràng Video không quay cận mặt Người đàn ông trong này rất có thể không phải anh Mà là người có tướng mạo Gương mặt giống anh Và được chỉnh sửa góc quay thì sao Cô tin anh đã niềm tin lớn vào anh Cô không thể vì vài hình ảnh Và đoạn video ngắn gán tội danh ngoại tình cho anh Xem qua xem lại Cô cảm nhận người này chính là anh Đặt điện thoại xuống Cô nhớ những biểu hiện của anh trong mấy ngày này từ hôm cô từ chối không cho anh gần gũi Dường như anh cũng không đòi hỏi Hai hôm nay Ngày nào trong người anh cũng có rượu Ban ngày thì không có nhà Giống sáng nay 4 giờ sáng anh vội vã thay đồ ra ngoài Cô hỏi thì anh luôn nói có việc bận Nhưng cũng không nói việc bận gì Làm cầm lấy điện thoại Bấm nút gọi số điện thoại Và gửi tin nhắn cho cô Như đầu dây bên kia không nghe máy Làm kiên trì gọi thêm Cô muốn biết người gửi tin nhắn là ai Nhìn kết quả giống như lần đầu. Điện thoại Lam lại vang lên. Một tin nhắn gửi tới. Chính là số điện thoại vừa rồi. Lam nhìn màn hình. Trong đó không còn hình ảnh. Cũng không có đoạn video nào. Chỉ là dòng tin nhắn. Khách sạn Thiên Đường. Phòng 301, 6 giờ tối nay. Cô cao mày. Khách sạn ư. Ừ. Muốn cô đến đó làm gì? Chẳng nghĩ. Cô nhắn lại. Tại sao tôi phải đến đó? Tận mắt chứng kiến. Bốn chữ tận mắt chứng kiến như đâm xiên qua tim của Lam Nước mắt lã trả rơi xuống ngăn không được Ngã người ra sau sofa rồi ngước mắt nhìn trần nhà Chả nhảy dục vọng cao hơn cả tình yêu với cô Cao hơn cả hạnh phúc gia đình Đặt tay lên bụng xoa nhẹ Nước mắt cô tuôn trào nhiều hơn khi không biết phải làm sao nữa Đứa con của cả hai được 5 tuần Nếu vì việc này ly hôn, đứa bé phải làm sao đây? không con cô không thể sống trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn như vậy rất đáng thương nghĩ vậy cô bấm gọi cho thành alo anh nghe đây anh về chưa chưa cho đến tối anh mới về hơi thở của cô như tắt nghẹn lồng ngực đau không tưởng tượng được bây giờ đến khóc cô cũng không khóc được nữa bàn tay run run đặt ở lồng ngực khó khăn lắm cô mở miệng nói câu hoàn chỉnh anh về ngay bây giờ được không em sao thế không khỏe à Giọng nói có chút gấp gáp lo lắng cho cô Em... Câu nói chưa dứt Bỗng bên tai của Lam nghe được giọng nói người phụ nữ Cô đoán không nhầm Chính là giọng của Vân Kiểm tra xem ừ. Lam à em sao thế Em không khỏe chỗ nào Anh bận vì gì thế Hay đem thức ăn chưa đến cho anh nhé Không cần đâu nói anh nghe đi Em không khỏe chỗ nào Không có Chỉ là em muốn anh về sớm với em thôi Ừ anh đang bận nếu em không khỏe thì gọi cho anh nhé Cô cúp máy Nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt Cô cho anh cơ hội Nếu anh dừng lại kịp lúc Nếu không đời này cô không bao giờ tha thứ cho anh Hơn 6 giờ Cô bần thần ngồi ở giường nhìn ra phía cánh cửa Cô ước gì cánh cửa phòng bật mở Thành bước vào mỉm cười yêu thương với cô Khi nãy làm đến Long Bang tìm Thành Nhưng thuộc hạ của anh nói Anh đã rời đi lúc 1 giờ Và bọn họ không biết anh đã đi đâu Mọi niềm tin của cô dành cho anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Tình dục có thể khiến cho hôn nhân thêm màu sắc, khiến cho vợ chồng thêm gắn kết và nó cũng không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Nhưng cũng chính nó làm cho hôn nhân đang êm ấm, bỗng chốc trở thành đống cho tàn. Làm bước xuống giường đi vào phòng tắm thay đồ. Cô sẽ đến đó xem anh còn nói được gì với cô. Ngày trước anh hứa với cô những gì, chỉ cần cô thật lòng yêu anh, anh sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của cô Nhìn xem bây giờ anh đang làm gì đây Anh khiến cô yêu anh Yêu anh thật nhiều Cảm giác như thiếu anh cô không còn sức sống Anh cho cô lên tận thiên đường hạnh phúc Rồi nhẫn tâm để cô ngã xuống địa ngục tối tăm Cô thì sao cũng được Nhưng còn con của cả hai thì sao đây Đứa bé thật đáng thương Làm cầm túi sách bước xuống nhà Người làm đi lại hỏi Phu nhân à, chờ đã sắp tối rồi cô định đi đâu tôi về nhà mẹ chút làm bỏ đi ra ngoài người làm nghe vậy bảo thuộc hạ của thành chuẩn bị xe đưa cô đi lam không ý kiến lên xe ngồi để thuộc hạ của anh đưa đi là đến nhà ông bà trình thuộc hạ mở cửa xe cho cô bước xuống vừa bước xuống cô nói cậu về nghỉ ngơi đi đêm nay chắc tôi ở đây nếu tôi có về tôi sẽ gọi đến đón thuộc hạ mỉm cười gật đầu với lam rồi bước vào trong xe lái về biệt thự Nhìn sắc mặt khó coi của phu nhân Bọn họ biết thiếu gia trọng giận phu nhân Làm cho cô ấy giận dỗi bỏ về nhà mẹ Làm đứng đó Đợi thuộc hạ của anh đi Thì bắt taxi để khách sạn thiên đường Đứng trước khách sạn Cô đưa tay nhìn đồng hồ Bây giờ 7 giờ tối Nhưng cô do dự không muốn bước vào Cô sợ lắm Sợ nhìn cảnh tượng cô không muốn thấy Nhưng cô muốn biết Thành có thực sự phản bội cô không Hít hơi sâu Cố gắng mạnh mẽ bước vào Chuyện cần đối mặt cũng nên đối mặt Cô không thể sống trong lừa dối, phản bội Tình yêu phải san sẻ cho người phụ nữ khác Làm đi thẳng vào trong thang máy Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bàn tay cô run rẩy khuôn mặt tái nhợt Đôi môi mím chặt Thang máy mở ra Làm bước ra nhìn thấy phòng 301 Cô chậm chậm đi lại Hít sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa phòng Nhưng cũng không ai mở cửa Chẳng nhẽ Thành không có đây à? Chân mày của Lam nhíu lại Tay đặt lên ô khóa cửa Điều làm cô bất ngờ Đó chính là cửa phòng không khóa Thấy có nghi ngờ Trong lòng cô bồn chồn lo lắng không yên Linh cảm đây là cây bẫy cho cô nhảy vào Lam xoay người định bỏ đi Nhưng cánh cửa bật mở Người bên trong kéo cô ngã vào bên trong Hơn 8 giờ Thành về nhà dáng vẻ đầy mệt mỏi uể oải Lô vũ khí của anh chuẩn bị đưa sang Ý Bị một nhóm người cướp lấy Hai hôm nay anh vừa bận điều tra xem ai làm vừa bận điều tra lô hàng đó ở đâu và thương lượng lại với đối tác. Đây cũng không phải lần đầu, nhưng lô hàng này quá lớn nên anh phải đứng ra giải quyết để rút ngắn thời gian. Vì ngày mai là sinh nhật anh, anh muốn bên Lam trọn vẹn một ngày, không bận tâm gì tới những việc khác. Với cả anh cũng không yên tâm giao cho lãnh huyết, sợ mặc và vân. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, anh đi vào cởi áo vest quang đại xuống sofa, đưa mắt tìm kiếm vợ khắp phòng. Lam à, anh về rồi đây. Lam à, anh cao mày đi lại phòng tắm xem cô có trong đó không Kết quả là không có Lo lắng quá anh đi xuống hỏi người làm Phu nhân đâu? Dạ phu nhân về nhà ông bà Trinh Hình như đang giận ngài ạ Trên chán nổi vạch đen Khuôn mặt anh vô cùng khó coi Giận anh á? Anh làm gì cho cô giận? Anh đi làm đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu Thôi được rồi Anh vất tay gương mặt đỏ bừng đi lên phòng Lấy điện thoại bấm số gọi cho cô Nhưng cô không nghe máy Thêm hai ba lần kết quả như vậy anh tức giận quăng cái điện thoại xuống giường Cô vậy là sao Chắc anh không quan tâm Rồi làm mình nằm mẩy bỏ về nhà mẹ à Thở hát một hơi Anh đưa tay vuốt mặt cho bình tĩnh Anh cầm điện thoại gọi cho bà Trình Rất nhanh bà nghe máy Alo Mẹ à con đây Mẹ cho con nói chuyện với Lam một chút Lam đâu có đây đâu Hai đứa cãi nhau à Lam không có đói à dạ? Trong lòng anh ngập tràn lo lắng Trong lòng lo âu bồn chồn vô cùng khó chịu Ừ không có Vậy cô cô máy đây, có có việc ạ? À? Anh cầm áo vest vội vã đi xuống nhà, nhanh chóng lên xe đi tìm cô và cho thêm người đi tìm. Trời tối, một người phụ nữ đi ra ngoài nguy hiểm, huống chi bây giờ cô là vợ anh, nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội phần. Ngồi trong xe, Thành liên tục gọi cho cô, nhưng cô vẫn không nghe máy. Tiếng chuông vang lên rồi tắt đi, rồi gan anh bây giờ nóng như lửa đốt, bàn tay cuộn tròn nổi đầy gân xanh, hàm răng nghiến chặt, mặt mày hung ác như ác quỷ. Lúc này đây Làm cố gắng vùng vẫy Thoát khỏi tình trạng bị giữ chặt Vòng tay mùi hương này cô đoán được ai rồi Bằng bỏ em ra Anh làm cái gì thế hả Bằng xoay người cô cầm lấy bả vai cô Dồn cô vào tường Rồi cúi xuống dày xéo đôi môi cô Làm kiên quyết phản kháng Cắn thật mạnh vào môi bằng Sau đó dùng sức để mạnh anh ra giơ tay đánh vào bên mặt anh Bằng anh có biết anh đang làm gì không một cái tát và tiếng hét của Lam làm cho Bằng bừng tỉnh, ánh mắt đỏ au nhìn cô, gương mặt lộ rõ sự suy tỉnh. Lam bí môi giận dữ bỏ đi, nhưng Bằng làm gì cho phép cô bỏ đi như vậy? Khó khăn lắm anh mới được gặp riêng cô. Anh bỏ tay em ra, Bằng, đừng để em phải hận anh. Cô trừng mắt, cô không muốn cả hai căng thẳng với nhau như vậy. ở hiện tại cô xem anh là người bạn, cô bỏ qua cho anh lần vu khống thành gây ra vụ tai nạn bỏ qua lần anh gửi video cho thành cô làm vậy chỉ muốn giữ lại cho cả hai mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để khi cả hai gặp nhau có thể vui vẻ hỏi thăm nhau về cuộc sống của đối phương nhưng hôm nay cô thất vọng về anh anh muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng cô khiến cho cô hiểu lầm thành ngoại tình còn lừa cô đến tận đây cô chắc chắn người gửi tin nhắn cho cô gian dựng mọi chuyện chính là bằng hận anh à em hận người khiến cho chúng ta thành thế này này Hận anh ấy em được gì Chúng ta được gì Chúng ta được ở bên nhau em à Nực cười Ở bên nhau Nếu sự việc hôm nay để cho Thành biết Chắc chắn dương thị của anh sẽ lập tức biến mất Đến tính mạng e cũng không giữ được Làm khó hiểu Người thông minh như anh Tại sao mù quáng mất lý trí thế này Em không muốn nói nhiều Tốt nhất buông em ra để em đi Nếu không anh đừng trách em Làm gỡ bàn tay anh khỏi cổ mình Nơi đó bị anh bóp chặt đến đau nhói ửng đỏ làm em còn yêu anh đúng không Bằng nắm chặt bả vai cô Ép nhìn thẳng vào mắt anh trả lời Không Nếu không buông em ra Cả đời này em hận anh Anh bật cười chua xót, Nước mắt đau khổ chảy dài xuống khuôn mặt điển trai Trái tim như vỡ vụn lồng ngực đau nhó như ai đó đấm vào Những kỷ niệm đẹp đẽ Chính thức vỡ tan như bọt sóng Đẩy bằng ra Làm quay lưng bước đi Nhưng anh bây giờ nổi thú tính điên cuồng Dứt khoát nhấc bổng cô lại giường Cô hoảng loạn dùng tay đấm vào người anh, miệng nhỏ la cứu. Điều cô sợ nhất xảy ra rồi. Cứu tôi, dự ngữ bằng, anh mau bỏ tôi xuống. Làm anh xin lỗi, anh không bao giờ buông em ra. Lần trước anh buông em ra, anh hối hận rồi. Vậy nên dù chết anh cũng không buông. Em hận anh đi, nhưng anh thực sự muốn em, anh khao khát có được em. Dục vọng của bằng đạt tới cực điểm, che mở đôi mắt và xâm chiếm lý trí. Quang Lam xuống giường đè lên người cô Giữ chặt tay cô không cho cô làm loạn Ánh mắt say mê chứa đầy dục vọng Cô sợ hãi cho mình và cho cả đứa bé Bụng cô nhói nhói Nếu tiếp tục chắc không ổn Bằng tôi đang Hai chữ mang thai chưa kịp thốt Bằng cúi xuống chiếm lên đôi môi cô Bỗng chuông điện thoại của Lam Gieo y ngỏi trong túi sách Hết cuộc gọi này cuộc gọi khác Không cần lấy ra xem cũng biết là thành Cô dùng sức bặm môi không cho anh đạt ý nguyện Nước mắt chảy xuống ga giường Cô liên tục lắc đầu chống cự chân rãi ruộng Rồi đạp mạnh và hạ thân anh Bằng bị cô đạp đến đau đớn Một tay ôm hạ thân Một tay giữ chặt tay cô Khuôn mặt nhăn nhó nhưng quyết tâm đoạt cô cho bằng được Vì anh sợ Sau này không còn cơ hội Lúc này đây làm biết bằng đang đau Cô hết sức vùng vẫy Cuối cùng cô làm được đẩy anh sang một bên Rồi bật dậy đi ra ngoài Nhưng không may mắn vừa đưa tay ổ khóa thì bằng giữ cô lại một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo cô kéo mạnh cô đi vào anh ta như con thú điên không còn dịu dàng với cô càng vùng vẫy anh ta càng tức điên đáng lẽ ra cô thuộc với anh tử lâu đáng nhẽ ra người đàn ông đầu tiên của cô là anh chứ không phải thành nghĩ vậy bằng càng mạnh tay hung hăng tàn nhẫn để cô ngã xuống sofa muốn chiếm đoạt cô ngay ở đây nhưng cú đẩy dường như cướp đi sinh mạng của bé đáng thương Thậm chí đến ba còn chưa biết sự xuất hiện của nó Tôi đang mang Cô không còn sức Khuôn mặt tái nhợt Hai mắt cô lờ đi Bụng đau nhói như cắt ruột cắt gan Con cứu con tôi Làm ơn dừng lại Bằng dừng mọi động tác Hơi thở trở nên khó khăn khi tên máu chảy xuống hai chân cô Ướt cả chiếc váy cô mặc Làm em mang thai Cứu, cứu con tôi Lúc này đây Ở căn hộ chung cư cao cấp một người con gái đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời Mái tóc dài xõa xuống Gương mặt kiểu diễm động lòng người Đôi mắt đỏ ngầu Khỏe môi khẽ nhách đưa tay uống cạn ly rượu Rồi bật cười điên dại Thánh liên tục bấm chuông cửa căn hộ băng Nếu như Lam giận anh không về nhà ông mà trình Thì cô đến đây Băng đang làm việc ở sofa Chuông cửa vang lên liên tục Trong lòng cô nghĩ chắc là người đó Vội vàng đi đi lại lại Nhìn cô ô nhỏ thì là Thành Thành đến đây tìm cô làm gì Băng à có Ngư Lam ở đây không? Cánh cửa mở ra, Thành vội vàng lên tiếng hỏi Điều đó chứng tỏ anh đang gấp gáp và lo lắng cho cô Không, cô ấy không đến đây Có chuyện gì vậy? Bằng cầu mẹ khó hiểu Trong lòng dâng lên nỗi lo sợ Vì cô biết Lam đang mang thai Cô ấy... Bỗng nhìn lúc này điện thoại của băng vang lên Cô vội vàng chạy vào trong nghe điện thoại Thành nghĩ nghĩ gì đó rồi bước vào Anh nghĩ có thể là Lam Vì cô ấy chỉ có người bạn thân là băng thôi Bằng nhìn điện thoại là dãy số lạ Alo Bằng à tôi đây Tôi là Dương Hữu Bằng Chuyện gì thế Lam đang ở bệnh viện Cô có thể vào bệnh viện ngay lập tức Và liên lạc với Thành được không Tôi không có địa chỉ cũng không có số điện thoại Bàn tay băng run run Miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời Bệnh viện Dương Hữu Bằng Chắc chắn đứa bé có chuyện rồi Nếu chuyện này để Thành biết Chắc chắn Dương Hữu Bằng và cả Lam đều không sống yên như giờ phút này giấu được ư? Thành đứng sát bên cô, dù giấu cũng không được, giấy không gói được lửa. Cô cô máy nhìn Thành, khuôn mặt cô bây giờ tái xanh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Anh Thành à, làm đang ở bệnh viện." Chưa nói hết, Thành lập tức quay lưng bỏ đi. "Làm ở bệnh viện? Tại sao? Rõ ràng cô khỏe mạnh cơ mà. Anh chờ tôi với." Cô chạy theo rồi đi theo anh mà không kịp thay đồ, cô sợ mình tới trễ sẽ xảy ra án mạng trong bệnh viện bằng ngồi dãy ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu trên người dính đầy máu của lam đôi tay run rẩy ánh mắt đỏ au gương mặt tràn ngập sự có lỗi nếu đứa bé không còn anh là thủ phạm giết con cô lam à anh xin lỗi bằng gục số ghế thể hiện sự ăn năn hối hận anh sai rồi ngàn vợ lần sai rồi anh không nên ích kỷ không nên hợp tác với kỳ vân để làm người anh yêu phải đau khổ nếu anh nghe lời khuyên của băng mọi chuyện đâu thành ra thế này lúc này thành băng và sợ mạc đi vào nhìn thấy bằng người anh hừng hực lửa nóng trong lòng sôi sục cơn tức giận nếu được muốn giết chết anh ta ở đây bằng mì môi đôi mắt ngấn nước khi thấy quần áo của bằng toàn là máu cô nghĩ chính là máu của lam nếu lam chảy nhiều máu thế này đứa bé e là khó cứu nhưng cô cậu mong phép màu xuất hiện cứu lấy hai mẹ con tại sao cậu ở đây lam đâu Thành hung hăng nắm cổ áo bằng kéo lên Khuôn mặt anh bây giờ như quỷ dữ Ánh mắt hẳn lên tia máu đáng sợ Anh như ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ Cô cô ấy trong phòng cấp cứu Bằng đứng yên tại chỗ Giờ phút này Thành muốn đánh muốn giết Anh đều cam tâm tỉnh nguyện Như vậy anh cảm thấy giảm bớt tội lỗi Tại sao Anh Thành à Đây là bệnh viện Anh bình tĩnh đi đã Bằng gỡ tay anh khỏi người bằng cô không dám nói lam đang mang thai vì sợ anh nổi điên giết chết bằng tại đây bây giờ cậu mong đứa bé không sao lam nhất định có cách khuyên ngăn anh ông bà trình cũng vội vã chạy vào trên mặt bà đẫm nước mắt lo lắng cho con nãy bằng gọi tới bà chút xíu nữa ngất đi rồi bằng à làm sao rồi con bé sao rồi dạ bác sĩ chưa ra bằng đỡ lấy bà trình bằng sao sao cháu ở đây ông trình nhìn qua bằng ánh mắt hiện nghi ngờ Dạ cháu Cửa phòng cấp cứu bật mở Bác sĩ gương mặt buồn bã đi ra Cô ấy thế nào rồi Cô ấy không sao ạ Chỉ làm Chỉ là cái gì Thành hít mắt lo lắng hỏi Chỉ là cái thai giữ không được Do mất máu quá nhiều trước khi đến đây Xin chê buồn cùng anh và gia đình Bằng ôm mặt bật khóc Tội nghiệp cho một sinh linh bé nhỏ Trong đầu Thành nổ cái bùm Như một tia sét đánh vào đầu anh Cái thai La mang thai nó là con của cả hai Là con của anh Anh được làm ba Như khoan Bác sĩ nói gì Cái thai không giữ được Vậy con anh mất rồi Tại sao Tại sao ai cũng rời bỏ anh thế này Thành loạn trọn bước chân như thể sắp đổ gục phía sau Hơi thở của anh tắt nghẹn Tim như ngừng đập Nước mắt trực trào rơi xuống Hình dáng cao lớn Nhưng trong lòng dường như vỡ nát thật sự Là ai Lão đại Tứ vừa gọi đến báo cáo Cậu ta nói rằng phu nhân nói về nhà ông bà chính Nhưng không phải Trên xe vừa lái đi Phu nhân bắt taxi để khách sạn thiên đường gặp Dương Hữu Bằng Kết quả thì Sơ mặc liếc cả mắt hung ác qua Dương Hữu Bằng Bà chính nghe thấy đứa bé không còn Lại thêm làm để khách sạn tìm bằng Bà chịu không nổi quỵ xuống nền Có gái bà sao không biết xấu hổ Đã có chồng đang mang thai Rồi vào khách sạn với bằng Dù cả hai không có gì Người đời nhìn thấy cũng sẽ dị nghị Thành bà cười chua xót Trong lòng thất vọng vô cùng đau thương Anh Yến chặt răng Khuôn mặt hung ác dùng rợn rút cây súng Từ túi quần sợ mạc nhắm thẳng vào người bằng Đại ca đây là bệnh viện Anh không được làm vậy Đúng rồi Thành à không được đâu con Ông Trình chán phía trước bằng Ông không phải muốn bảo vệ cho bằng Mà là ông lo cho anh Đây là bệnh viện có camera khắp nơi Xung quanh có người Anh dù quyền lực thế nào khó lòng tẩy trắng Sở Mạc lấy cây súng từ tay anh, giết bằng quá dễ, nhưng nơi đây không thích hợp cho anh ra tay. "Tôi tôi xin lỗi." Bà nghẹn ngào cúi đầu trước Thành, "Giá như hôm nay anh dừng lại thì có lẽ không tồi tệ đến thế này." Thành cười khẩy quay người bước đi, anh không dành cái liếc mắt nhìn vào trong xem tình hình cô thế nào. Hiện tại bà anh đối diện với cô, anh không làm được. "Điều bất ngờ? Anh quá bất ngờ." Cô từng nói cô không còn yêu bằng Nhưng hôm nay tìm cách trốn anh để đi gặp bằng Lại ở khách sạn Anh nghĩ cái gì đây Tại sao con anh mất Dường nhanh hiểu được rồi Làm được chuyển đến phòng bệnh Sau một tiếng thì cô tỉnh lại Nhận tin đứa bé không còn Cô ôm mặt khóc hòa như một đứa trẻ Cô đau như ai cắt đứt ruột gan Cuộc cưng đáng yêu của cô mất rồi Cô chưa nói với Thành Cô là người mẹ tệ Nên bảo vệ con cũng không làm được Đứa bé mất, lỗi là về cô Giá cô tin tưởng tuyệt đối vào anh Ngồi xuống cùng nói chuyện Không mạo hiểm đến đó thì cục cưng không rời xa cô và anh Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào Trái tim bằng như bóp nghẹn Nếu mắt tội lỗi cứ thế rơi xuống La mà, cậu đừng khóc nữa Thành đâu? Chồng mình đâu rồi? Nước mắt tôi rơi lã trá Cô tìm kiếm Thành Người cô cần nhất lúc này chỉ có anh Bằng đứa mắt nhìn ông bà Trình nếu nói thành tức giận bỏ đi liệu ổn không như vậy cô sẽ càng đau buồn nhưng hành động của băng làm cho cô hiểu thành giận cô anh không muốn gặp cô và đã bỏ rơi cô mọi người ra ngoài đi con muốn một mình cô nằm xuống quay mặt trong vách tường trốn tránh thực tại nước mắt lặng lẽ rơi cô cắn chặt môi không phát ra tiếng nước đau khổ cô mất rồi mất con mất chồng mất một gia đình hạnh phúc mất tất cả rồi cửa phòng bệnh mở ra bằng chậm chậm đi vào gương mặt đầy sự ăn năn có lỗi lam anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi em cô kìm nén những yếu đuối của bản thân trong lòng cô ngồi dậy dứt khoát giữa kim tiêm rồi lao tới người bằng đánh thủm tụp bà oán hận đều chút lên đó chính anh chính anh giết chết con cô lam à bình tĩnh lại đi con bà trình và băng cố kéo cô ra giữ chặt cô lại không cho cô kích động vì vừa xảy thai Dương hữu bằng anh cút khỏi đây Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Cô nghiến răng thốt từng chữ Nước mắt tuôn trào xuống khuôn mặt kiều diễm Như xanh sao nhợt nhạt đến đáng thương Cậu về trước đi Lao đang mất bình tĩnh Sức khỏe cũng đang yếu Ông Trình nhìn anh Anh cúi đầu nhận lỗi rồi rời đi Là anh cố chấp mù quáng cho rằng cô còn yêu anh Nhưng bây giờ anh nhận ra Là anh ích kỷ một cô bên cạnh Trong khi cô đã có gia đình trọn vẹn hạnh phúc Là anh Tất cả tại anh Anh làm gì bù đắp cho cô Bù đắp cho tội lỗi anh gây ra Một sinh linh bé nhỏ Tại anh không được chào đời Trong căn phòng vắng lặng Chỉ có mình thành Mỗi khi gặp chuyện buồn cần suy nghĩ Anh luôn chọn không gian tĩnh lặng Một mình uống rượu Sự dài vò của bi thương, ly biệt, cô đơn Khiến anh nhốt mình trong đau khổ Anh nghĩ mọi chuyện đã dừng lại Để anh bình yên bên gia đình nhỏ Nhưng ông trời bất công với anh sắc mặt thâm trầm đáng sợ, lông anh nhíu lại, ánh mắt sâu hút lạnh lẽo chứa ngàn nỗi đau. Nhắm mắt ngả người phía sau, đầu anh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Anh nghĩ đó là tiếng khóc của đứa con xấu số của mình. Trong lòng nặng trịch đến thở cũng khó khăn, trái tim đau nhói như có vật nhọn xoáy sâu. Cuộc sống của anh đến bao giờ mới bình yên, hạnh phúc trọn vẹn? Làm em thật tàn nhẫn ngày hôm sau ở trong phòng bệnh Lam ngồi dựa lưng vào thành giường khuôn mặt tái nhợt chẳng chút sức sống ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng ăn chút cháo đi con à bà trình thở dài đi lại đưa bát cháo cho cô từ sáng đến giờ cô không chịu ăn gì tối qua bà còn thấy cô nằm khóc cả đêm tự dằn vặt chính bản thân mình cô chẳng muốn ăn con không ăn đâu mẹ ạ cái cửa phòng mở ra bóng dáng cao lớn của thành đi vào về mặt lạnh lùng u ám Có phần mệt mỏi Dường như cả đêm không ngủ Trông thấy anh Đôi mắt Lam bỗng chốc đỏ rát Tim đập thình thịch cúi đầu không dám đối diện Cặp mắt sắc bén của anh Bà Trình thấy anh tới Trong lòng có chút vui mừng Bà lặng lẽ ra ngoài cho cả hai có không gian riêng Em muốn nói gì với tôi không? Cô ngước mặt nhìn anh Cố gắng kìm nén Không cho nước mắt tủi thân rơi xuống Là cô không biết trân trọng Đến khi sắp vụt mắt ra khỏi tầm tay Mới thấy quý giá Em xin lỗi Bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau Đôi mắt to tròn ngấn nước Giọng nói nghẹn ngào Lam Em nghĩ rằng tôi yêu em Không dám làm gì em Hay lần này lần khác Em tổn thương tôi đúng không Tâm trạng thành khâu khá hơn cô là mấy Đôi mắt đỏ ngầu sâu hút Chứa đựng những đau thương Bàn tay cuộn tròn đôi đầy gân xanh như cố kìm nến dáng vẻ thực vô cùng đáng sợ Nhưng cũng rất đáng thương Ở tuổi ba ba Anh mong muốn làm ba đến mức nào ai ai cũng biết anh khao khát có gia đình đầy áp tiếng trẻ thơ Nhưng hôm qua Anh chưa kịp vui mừng vì mình được làm ba Tiếp nhận thêm thông tin con anh đã mất Nỗi đau chồng chất nỗi đau Cảm giác đau đớn tột cùng Mấy ai hiểu thấu Làm bước xuống giường bệnh yếu ớt đi lại gần anh Bàn tay run run nắm cánh tay rắn chắc của anh Nước mắt không tự chủ Chảy xuống khuôn mặt xanh sao Thành Anh đừng như thế Mất con em cũng đau lòng lắm Em đau lòng Anh nhếch môi cười khẩy nực cười Anh về là ý gì? Khó khăn lắm, cô thốt ra một câu Hơi thở dường như muốn tắt nghẹn với thái độ của anh Ý gì? Tại sao em mang thai không nói với tôi? Anh vô tình hất mạnh cánh tay Làm như chết lặng Trái tim tê dại với hành động phũ phàng này Thành Em biết mình mang thai đã hơn mấy ngày trước Nhưng vì em muốn đợi đến ngày sinh nhật anh Muốn tạo bất ngờ cho anh Cô nhào đến ôm thắt lưng Thành dụi vào ngược anh tủi thân Cả đêm qua cô không ngủ được Buồn vì mất con, buồn vì anh giận Cô thực sự thèm khát cái ôm Sự quan tâm của anh Bất ngờ à? Đúng là tôi rất bất ngờ Đời này tôi không bao giờ quên món quà hôm nay em tặng tôi Anh gỡ tay cô khỏi người mình Rồi đẩy cô ra Làm cho cô loạn choạng mấy bước chân Như sắp ngã xuống đất Nước mắt uất ức tủi thân rơi xuống Anh thực tàn nhẫn với cô Anh có biết cô đau lòng đâu thua kém gì anh không Thậm chí đau hơn anh nữa Em không muốn mọi chuyện thành thế này Em không muốn à Nhưng em vào khách sạn với thằng đó Em xem tôi là gì Em đã cắm cho tôi bao cái sừng trên đầu rồi Máu nóng sôi sục Thành cao giọng lớn tiếng với Lam Ánh mắt hiện lên tơ máu Cả người hưởng hực sát khí Thực đáng sợ đến mức khủng khiếp mà Tại sao cô tìm cách gặp bằng trong khách sạn à Một nam một nữ làm gì trong khách sạn Nếu nói chuyện bình thường đâu cần vào khách sạn Nếu nói chuyện bình thường tại sao bé con của anh mất những lời anh nói với cô cô bỏ ngoài tai cố tình chống đối lại anh cô chưa bao giờ xem anh là chồng chưa bao giờ yêu anh vậy nên chắc cô không cần đứa trẻ này cô sững người khi nhìn bộ dạng của anh và những câu nói của anh nhưng nhanh chóng giải thích với anh em đến khách sạn chính là cây bẫy do dương hữu bằng làm ra khi chưa có người gửi cho em hình ảnh và đoạn video anh cùng với người phụ nữ thân mật quá mức với nhau em muốn kiểm chứng nên mới vào khách sạn nhưng không ngờ em và bằng từ lâu không còn liên lạc em em không còn yêu anh ta thành cười nhạt thân mật quá mức với phụ nữ à từ khi gặp cô những người phụ nữ khác đối với anh vô nghĩa anh yêu chiều cô thế nào cô không cảm nhận được ư anh là con người thế nào cô không rõ à thành anh ta muốn cưỡng hiếp em em không làm gì có lỗi anh tin tưởng em được không em không tin tưởng tôi tại sao tôi phải tin tưởng em trái tim làm run rẩy đến thở cũng khó khăn lời nói của cô không còn giá trị với anh thậm chí anh đang nghi ngờ sự trong sạch của cô anh cho rằng cô và bằng để khách sạn quan hệ với nhau à anh cho rằng cả hai vì thế làm mất đứa con của anh à nếu không phải thời gian trước cả hai ở nước ngoài không chừng anh nghi ngờ đứa bé không phải con anh nhưng bây giờ sao cô dám mở miệng trách anh khi cô đã không tin tưởng anh nếu lúc đó cô chọn tin tưởng anh cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện Mọi chuyện không thế này Anh quay lưng bước đi Anh cần thời gian chấp nhận mình là kẻ thua cuộc Ở hiện tại anh không có gì ngoài đau thương Mất mát và cô độc Làm điếu bàn tay anh Ánh mắt ngập nước lưu luyến nhìn anh Cô sợ anh đi rồi Cô mãi mãi mất anh Thanh à Giữ một người không yêu mình bên cạnh rất mệt Tôi mệt rồi, thử không giữ được nữa Lời nói vô tình, hành động dứt khoát tàn nhẫn rời đi Nó đủ làm cho cõi lòng cô tan nát Mất thật rồi, cô mất anh thật rồi. Chiều đó, Hà Doanh đến chùa đón mẹ về mừng sinh nhật Thành, cả hai xuống bếp nấu đồ ăn tối, chỉ tiếc hôm nay không có sự xuất hiện của Lam. Khi nghe Hà Doanh kể mọi chuyện xảy ra, mẹ anh cũng không biết là phải nói gì nữa. Bà chỉ thấy đau lòng xót xa khi con trai bà phải chịu đau khổ. Lúc trước thấy cả hai vui vẻ hạnh phúc đến thăm bà, bà cảm thấy vui mừng. Vì cuối cùng đứa con trai tội nghiệp của bà Có được gia đình nhỏ êm ấm Doanh à 6 giờ rồi đấy Có gọi anh hai về đi Mẹ dọn đồ ăn ra bàn Biết anh buồn nên bà không làm cầu kỳ Chỉ là những món anh thích ăn Cô rửa tay đi lại bà lấy điện thoại gọi cho Thành Alo Anh hai à Em với mẹ ở nhà Anh về liền đi được không Em với mẹ chờ anh về ăn tối Đầu dây im lặng Nhưng sau đó Thành ừ một tiếng rồi cúp máy hơn 20 phút sau anh về nhà, nhìn mẹ anh xúc động, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng vừa vui vừa buồn. Con mới về ạ? Ờ, à, con lên thay đồ rồi xuống ăn tối. Mẹ anh cũng xúc động, bà cố lắm mới không khóc trước mặt anh. Những chuyện đã qua, bà nợ anh nhiều. Mỗi ngày bà cầu mong cho anh bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ. Nhưng chỉ tiếc, hạnh phúc vui vẻ không đến với anh. Thành gật đầu đi lên phòng thay đồ, mở tủ quần áo, anh thấy quần áo của Lam. Trái tim anh nhói lên Đôi mắt cụp xuống buồn bã Anh hy vọng năm nay được mừng sinh nhật cùng cô Không ngờ mọi chuyện thành thế này E là cả đời này không bao giờ quên được Thở một hơi Tạo gác lại suy nghĩ buồn bã trong lòng Anh không cho phép mình yếu đuối Cũng quen với cuộc sống thế này rồi Thêm 30 hay 50 năm nữa cũng chẳng sao Xuống nhà Mẹ và Hà Doanh ngồi bàn ăn Anh đi lại kéo ghế ngồi xuống Nhưng ánh mắt dán vào chiếc ghế mà Lam thường ngồi Ăn tối thôi con vâng mẹ cũng ăn đi anh cúi mặt xuống ăn hà doanh và mẹ anh nhìn nhau thở dài cả hai biết trong lòng anh đau đớn thế nào ăn xong cả ba ra sofa uống trà mẹ đưa anh túi giấy trong đó có khăn choàng bà tự tay đan tặng mẹ sức khỏe mẹ không tốt không cần làm thế đâu mẹ con có mẹ là hạnh phúc lắm rồi câu nói này là mẹ anh kìm không được rơi nước mắt con có mẹ đã hạnh phúc nhưng suốt mấy chục năm qua Bà không dành chọn tình thương cho anh Không ngày ngày bên cạnh anh Bà là người mẹ tệ nhất thế gian Thành đứng dậy đi lại ngồi cạnh bà Ô bà trong lòng nước mắt khẽ rơi Anh biết bà tự trách dằn vặt Vì không ở bên anh Nhưng anh là đàn ông Như vậy anh mới có thể trưởng thành Và mạnh mẽ như ngày hôm nay Con không trách mẹ Với con bây giờ chỉ có mẹ Vậy nên mẹ đừng bỏ con được không Thành à Mẹ anh bật khóc nước nở ôm lấy anh Lời nói của anh như con dao đâm mạnh vào tim bà Mẹ được khóc Con trai mẹ không yếu đuối vậy đâu Mọi chuyện ông trời sắp đặt Xem chừng bé con của con vui vẻ cùng ba và ông bà nội Kéo nhẹ bà ra Anh lau đi giọt nước mắt cho bà Mấy tháng nay sức khỏe mẹ anh giảm sút trầm trọng Bà nhốt mình trong những đau thương Hồi 11 giờ tối Anh đứng bên ngoài ban công nhìn bầu trời ánh mắt thê lương Chất chứa với bao đau buồn anh không biết mình gây tội lỗi gì Ông trời bất công với mình như vậy Tiếng tăm bất tận bên ngoài xã hội Nhưng ai biết và hiểu được Anh từng trải qua những gì Những đau khổ trên đời đổ ập xuống anh Những khao khát không thành Những hy vọng không thấy Hạnh phúc anh từng ngày vun đắp không có được Anh dường như muốn buông bỏ Đổ gục vì mệt mỏi, thất vọng Lúc này điện thoại reo lên Anh lấy điện thoại từ túi quần ra xem Thấy số lạ gọi tới Alo Đầu dây bên kia không nói gì và không biết mình phải nói gì. Thành cao mày, Dường nhanh biết người này là ai, nói hay không nói. là em. giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nghẹn ngào. không ai khác chính là Lam. khi chiều cô muốn xuất viện, nhưng bác sĩ và ông bà trình không đồng ý, kiên quyết giữ cô lại vì sức khỏe còn yếu. Thành im lặng, nhắm hờ đôi mắt, trong lòng vô cùng rối loạn. muốn níu giữ không xong, muốn chiếm hữu không được, muốn buông tay thì không đành lòng. muốn nói gì? đầu dây bên kia không trả lời thành nghe được tiếng thút thít anh đập tay và thành lan can một câu nói em yêu anh khó khăn như vậy à hay thực ra chưa hề yêu anh phải cô từng nói cả đời không bao giờ yêu anh cô hận anh nghĩ đến đây thành không kiềm chế nổi tàn nhẫn cúp máy tiếng tút tút bên tai nó như dấu chấm hết cho mối quan hệ cả hai làm được tay lên miệng ngăn đi tiếng khóc thê lương anh thực bỏ rơi cô không cần cô nữa dù là vậy cô cố gắng soạn cho anh tin nhắn em xin lỗi hôm nay cô được xuất viện về tuy sức khỏe ổn định nhưng tâm trạng không tốt cứ ủ rũ buồn bã vô cùng nhớ nhung một người thành từ hôm đó đến nay không đến gặp cô không gọi điện hỏi thăm cô và hôm nay anh không đến bệnh viện đón cô tản nhẫn buông tay cô thật rồi ở bà trình nhìn thấy trong lòng cũng buồn phiền về anh dù lam có làm gì thì cũng là vợ anh mật đứa bé ai cũng buồn chứ đâu riêng gì anh đâu anh cũng không nên bỏ mặc cô giữa lúc cô cần anh nhất như vậy." Ngồi trên xe, cô đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đối diện với anh thế nào, không biết nói những gì, anh mới chịu tin tưởng tha thứ cho cô. Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, tâm trạng cô càng tệ. Cô cảm thấy hối hận vô cùng, giá lúc đó đủ thông minh tỉnh táo, không nên mạo hiểm đến đó, mẹ con vẫn bên cạnh, nhưng bây giờ cô chẳng có ai cả. Xe lái vào biệt thự, thuộc hạ đi lại mở cửa xe cho Lam và ông bà Trình bước xuống. Anh lành có nhà không? Cô đưa mắt nhìn bên trong Bình thường mỗi sáng anh hay ngồi ở sofa uống cà phê Đọc tin tức Nhưng bây giờ thì chẳng thấy đâu cả Dạ thiếu ra đêm qua về khuya Lại uống nhiều rượu cho nên bây giờ vẫn nghỉ ngơi trong phòng ạ Đôi mắt cô đỏ Bàn tay bấu chặt vào nhau Lê những bước chân nặng nề vào nhà Đúng lúc này anh từ trên lầu đi xuống dáng vẻ hết sức mệt mỏi Khuôn mặt ủ rũ lãnh đạm Ba mẹ Ông bà Trình gật đầu Nhìn cả hai thế này Ông bà chẳng biết phải làm sao Từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm Làm bị môi nhìn anh Khuôn mặt sạch sẽ không chút son phấn Làm lộ ra sự xanh sao nhợt nhạt Dẫu không được sự đau buồn trong lòng Mẹ đưa con bé lên phòng Thành gật đầu Cả hai đi lên phòng Lúc này chỉ còn Thành và ông Trình ở phòng khách Ba uống trà Anh rót đưa cho ông ly trà Ông quầm uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn anh Bà biết con đang buồn đang giận Lam Nhưng Lam nó không muốn như vậy Là một người mẹ không ai muốn mất con cả Thành im lặng không nói Ánh mắt nhuốm màu bi thương Sắc mặt trầm ổn không biết suy nghĩ chuyện gì Lúc này đây Hà Doanh từ bên ngoài đi vào dáng vẻ gấp gáp Như cô lịch sự cúi đầu chào ông Trình Bác ạ Ừ Em qua tìm anh ư Vâng có chút chuyện muốn nói với anh Lên thư phòng chờ anh Hà Doanh nhìn anh gật đầu rồi lên thư phòng Hôm nay cô qua đây muốn xin Thành dừng lại Đừng đối phó Dương Thị Nếu mấy hôm nay không có Hà Thị cô giúp đỡ Dương Thị e là tuyên bố phá sản Dù bằng không yêu cô Nhưng cô tự nguyện bảo vệ anh Bảo vệ Dương Thị của anh Mà không cần anh đền đáp gì Bởi vì yêu thương cho đi Là yêu thương giữ được mãi mãi Cửa phòng mở ra Thành đi lại chiếc ghế quen thuộc Ngồi xuống nhìn em gái Anh dường như biết em đến đây vì mục đích gì Chuyện gì vậy Doanh Ngón tay thon dài của Thành gõ nhẹ mặt bàn Nhớn mày nhìn cô Anh có thể dừng lại được không Coi như em xin anh Không được Doanh Cậu ta không trân trọng em Tại sao em phải giúp đỡ Nhưng em yêu bằng Em không thể làm gì hại đến anh ấy Anh hai à Vì đứa em gái tội nghiệp Tha cho anh ấy được không Đôi môi Doanh như mím lại Đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh Như đang mong cầu anh đồng ý Chân mày cau chặt Khuôn mặt Thành trở nên lạnh lẽo khó xử anh thực không muốn nhìn thấy Hà Doanh khổ sở Tổn thương như thế này Hai anh em chúng ta thật thất bại Đúng không Doanh Thở hát một hơi Anh đứng dậy đi lại ôm lấy đứa em gái Tuy tính tình tiểu thư Nhưng từ nhỏ nó rất thích quấn quýt lèo đẽo theo anh Tình cảm hai anh em thực sự tốt Mỗi khi anh gặp chuyện buồn Luôn có cô bên cạnh an ủi Và làm trò cho anh vui Từ lúc bắt đầu Hai anh em mình đã sai rồi Tình yêu vốn dĩ không ép buộc Những gì hai anh em mình nhận là xứng đáng mà Nước mắt lặng lẽ rơi xuống Trong lòng Hà Doanh như là tan nát Nhiều chuyện đau lòng xảy ra Khiến cô như muốn chết đi vậy Ánh mắt Thành trở nên chua xót, Đau thương nhưng cũng có phần bất lực Đúng, bắt đầu đã là sai lầm Anh không nên cho rằng Chỉ cần cố gắng là được Trong khi trái tim lam không có chỗ ấm áp dành cho anh Mẹ xin lỗi cục cưng à Lúc này cửa phòng ngủ mở ra Lam ngẩm mặt nhìn. Cô hy vọng là Thành bước vào nhưng kết quả khiến cô thất vọng. Lam, uống sữa rồi ngủ sớm đi con. Bà Trình mang ly sữa đi vào. Lúc bà bước vào, bà sực nhớ đây là phòng riêng của vợ chồng cô. Bà quên mất gõ cửa trước khi vào đây. Nhưng may mắn Thành không có trong phòng. Bà quyết định ở đây vài hôm chăm sóc con gái. Thấy cô buồn bã một mình không chịu ăn uống. Lại thêm Thành lạnh nhạt cho nên bà không an tâm về nhà. Mẹ để trên bàn ấy ạ Cô lau sạch nước mắt rồi cất tờ siêu âm trong ngăn kéo rất cẩn thận. Uống hết ly sữa đi mẹ mẹ yên tâm được chứ. Cô đứng dậy đi lại sofa ngồi cạnh bà. Mấy nay nhìn bà vì cô lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe giảm sút làm cô thấy có lỗi. Mẹ về với ba đi, có không sao đâu. Rồi, bà hôm nữa mẹ về. Cô gật đầu cầm ly sữa uống cho bà yên tâm, mặc dù chẳng muốn uống chút nào. Uống xong bà mang ly sữa ra khỏi phòng dặn dò cô nghỉ sớm. Nằm lên giường chờ đợi anh Cả ngày nay không nói với cô một câu Không có cử chỉ nào quan tâm Thậm chí cái liếc mắt không có Cô thực sự cảm thấy tủi thân Hơn 10 giờ tối Lam đợi mãi không thấy anh về phòng Cô quyết định xuống bếp pha sữa mang lên thư phòng cho anh Đứng bên ngoài thư phòng Cô mím môi nhìn vào cánh cửa Có nên đi vào không? Qua một lúc đấu tranh tâm lý Lam quyết định mở cửa đi vào Cô không thể để mối quan hệ của cả hai ngày càng xa cách Càng ngày càng không cứu vãn được Hé cửa nhìn vào trong Cô thấy Thành ngã người về sau ghế Trên mặt bàn có chai rượu Ly rượu uống dở Ánh mắt đăm đăm nhìn trong bức tường lạnh ngắt Chật chứa nhiều suy nghĩ buồn phiền Làm bước vào Quay người đóng cửa Rồi chậm chậm tiến lại gần anh Thành đừng uống rượu Nó đâu tốt cho sức khỏe anh đâu Em có pha sữa cho anh Làm cắn cắn môi Bàn tay nhỏ đặt ly sữa xuống bàn trước mặt anh Thành nhếch môi cười nhạt Đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp sạch sẽ Không chút son phấn của cô Tôi không quen uống sữa Cũng không quen được người khác chăm sóc quan tâm như vậy Người khác à Nước mắt uất ức rơi xuống Cô là vợ anh Sao anh có thể thôn ra lời như vậy Anh hết yêu, hết thương cô rồi ư Bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau Khuôn mặt đỏ lên như kìm nén cảm xúc Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn anh Đừng tàn nhẫn như thế nữa có được không Tàn nhẫn á là em chứ đâu phải tôi. Thành đứng dậy đút tay vào túi quần. Gương mặt không có chút ấm áp mà trở nên lạnh lẽo, xa cách. Làm cho Lam vô cùng đau đớn. Cô Quỳnh Quang ôm chặt thắt lưng anh. Cô nhớ mùi hương, nhớ vòng tay nhớ hơi ấm. Nhớ nụ hôn của anh muốn phát điên. Anh đương nhiên không đẩy cũng không ôm cô. Anh hờ hững lạnh nhạt đến mức khi trái tim cô tê dại. Không thể để như thế này. Cô nhớ người ôm lấy gương mặt yêu nghiệt của anh mà hôn lung tung trên đó. Nhị kết quả không khá hơn. Anh giữ thái độ như vậy với cô Quả thực khi cô làm vậy Trái tim anh có chút run rẩy Nhưng thứ anh cần nhất Đó là câu nói em yêu anh của cô Thành Sao không chịu tin tưởng em Em bị dương hữu bằng gai bẫy thật mà Em không muốn đến đó Sao không tin tưởng em Em nói thật đấy Cô út ức hét toáng lên Cô thực hết chịu được Cô oan đến mức sắp phát điên thật rồi anh đẩy cô ra đi lại bàn làm việc kéo ngăn kéo lấy điện thoại của cô quăng trên bàn em nói với tôi những gì em kiểm tra điện thoại của mình đi mặt mày anh trở nên hung tợn hơn bao giờ hết cô giải thích có người gửi hình ảnh video của anh cùng người phụ nữ thân mật với nhau cho nên cô mới vào khách sạn kiểm chứng nhưng khi nhân viên khách sạn gửi túi sách về nhà anh kiểm tra không có một tin nhắn chưa dừng lại nỗi đau đớn tăng thêm gấp bội khi anh phát hiện hình ảnh cô và bằng chụp chung với nhau trong ví tiền bây giờ anh làm gì với cô đây tha thứ à anh có thể sẵn lòng tha thứ cho cô nhưng hiện tại không muốn giữ một người không yêu bên mình như vậy quá mệt mỏi thực mệt mỏi cô khó hiểu nhìn anh anh nói vậy là ý gì chứ em nói gì đi làm em muốn gì đây thành mất bình tĩnh đi lại nắm bà vai cô đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt cô anh sao thế anh làm em đau anh buông lỏng bàn tay làm cô đau anh cũng vậy Vậy lúc cô làm trái tim anh đau Cô có đau không Chắc là không Làm như hiểu chuyện gì Cô vội vàng cầm điện thoại của mình xem Hai mắt mở to khi trong điện thoại không có tin nhắn hôm đó Ai xóa Dương ngữ bằng ư Khốn nạn Thực sự khốn nạn Thành Hôm đó có người gửi tin nhắn cho em Em không nói dối Em không phản bội anh Mấy tháng qua chẳng nghĩ anh không hiểu à Giọng nói nghẹn ngào Những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc những giây phút triền miên ngọt ngào bên nhau như cuốn phim tái hiện trong đầu cô trái tim cô bỗng chốc co thắt hơi thở như tắt nghẹn nước mắt kìm không được chảy dài được em chứng minh cho anh thấy ngày hôm sau không khí biệt thự của thành căng thẳng khung cảnh âm u khiến người khác nhìn vào cảm thấy rùng mình sợ hãi anh ngang tàng uy nghiêm lãnh đạm ngồi vắt chéo chân ở sofa khuôn mặt lạnh lùng như ác quỷ ánh mắt sắc bén xoay sâu người đàn ông trước mặt người đó không ai khác là dương hữu bằng cậu muốn nói gì thành nhớn mày ngón tay gõ gõ lên đùi như chờ đợi câu trả lời sáng nay làm liên lạc với bằng nói nếu anh thực lòng biết lỗi muốn bù đắp cho cô hãy đến giải thích rõ với thành để hai vợ chồng cô bình yên điên ấm hạnh phúc như ngày trước tất nhiên bằng lập tức đồng ý để chuộc lỗi dù cô ban anh cái chết anh cam tâm tình nguyện tôi muốn xin lỗi và muốn giải thích rõ ràng về sự việc ngày đó Sắc mặt Thành không đổi Anh đưa mắt nhìn Lam đứng bên cạnh Làm mỉm môi nhìn anh sang mặt khá lên vì những lời cô nói với anh là sự thật Cô không nói dối Nên chẳng việc gì phải sợ Cô chỉ cảm thấy tủi thân buồn phiền Vì tối hôm qua anh không về phòng ngủ với cô Cậu nói đi Hôm gặp anh và Lam Tại chung cư của băng Hôm sau Vân có gọi điện cho tôi Hẹn tôi gặp mặt Nói muốn hợp tác với tôi giúp tôi giành lại Lam Lúc đó vì tôi quá yêu Lam Cho nên mù quáng chấp nhận hợp tác Chính Mạc Kỳ Vân làm ra những hình ảnh Và đoạn video gửi đến cho Lam Nhằm tạo sự hiểu lầm Và muốn dụ Lam đến khách sạn Cô ta bảo với tôi chỉ cần chiếm được Lam Thì anh không cần Lam nữa Và Lam quay về bên tôi hạnh phúc như ngày trước Lúc này khi tỉnh táo Tôi phát hiện Lúc đó tôi ngu ngốc mất hết lý trí Tôi bị lời nói của Vân làm cho mụ mị Nên làm ra chuyện tội lỗi như vậy Nhưng tôi chưa chiếm được Lam dù thế nào làm quyết giữa bản thân mình trong sạch cho anh mỗi câu mỗi chữ của bằng làm đầu óc lam trở nên quay cuồng thì ra mọi chuyện không đơn giản như vậy trong đó có sự góp mặt của vân tại sao vân muốn hại cô như vậy chẳng nhẽ vì tình yêu mù quáng với thành thành híp mắt nhìn bằng nửa tin nửa ngờ mà kỳ vân một thuộc hạ có thể gọi là thân cận của anh rồi anh nhiều việc và làm tốt nhiệm vụ của mình thậm chí đến vì anh cô không ngần ngại nguy hiểm bất chấp sinh mạng cứu anh nhưng bây giờ nghe nói vì yêu anh thì có vẻ vô lý vì từ khi anh kết hôn thái độ cô với anh giống như trước mấy hôm nay anh cảm thấy giữa cô và lãnh huyết có mối quan hệ yêu đương mập mờ cậu lấy gì chứng minh những lời cậu nói là thật đừng vô an cho người khác đặc biệt là mạc kỳ vân vì chỉ cần cái búng tay của cô ấy cái mạng nhỏ của cậu không còn đâu sở mạc nhếch môi cười lạnh nhớn mày với bằng Vân được trên dưới long bang kính nể Khâm phục bởi trình độ bắn súng Ra tay dứt khoát Động tác vô cùng nhanh nhẹn Bằng cao mày Bàn tay cuộn tròn vì tức giận Vì mình ngu ngốc Vô cùng ngu ngốc Thì ra mà Kỳ Vân có tính toán chuẩn bị trước Cả hai gặp nhau chỉ một lần duy nhất Ở ngay bờ sông Nơi đó không có cam Bây giờ anh không có gì làm bằng chứng Như khoan, số điện thoại cô ta Bằng đưa màn hình điện thoại trước mặt sở mặc Là số điện thoại mà Kỳ Vân liên lạc với anh đây đâu phải số kỳ vân Sở mặc nhìn qua thành Gương mặt bằng trên đây xanh lét Đúng mà kỳ vân có chuẩn bị từ trước Sẽ không ngu ngốc đến nỗi sử dụng số điện thoại của mình liên lạc với anh Chỉ có một mình anh ngu ngốc Ngu đến mức làm cho người con gái anh yêu đau khổ Tổn thương và mất mát Sắc mặt thành cũng thay đổi Giống như mây rông răng kín Âm u mù mịt Làm cảm thấy không ổn Càng giải thích thành càng hiểu lầm Chắc chắn anh cho rằng cô và bằng lừa gạt anh Cố gắng che đậy đổ lỗi cho Kỳ Vân Thành à, anh... Anh vất tay ý bảo cô im lặng Điều anh cần lúc này không phải nghe cô giải thích Sợ mặc Gọi Mạc Kỳ Vân đến đây Dạ vâng Hơn 20 phút sau Mạc Kỳ Vân và Lãnh Huyết cùng xuất hiện tại biệt thự của Thành Khi nhìn Dương Hữu bằng ở đây sao mặt cô ta không có gì gọi là sợ hãi Ngược lại trên mặt dấu không được ý cười cợt nhả Lão đại, anh gọi tôi đến đây có việc gì? Thành im lặng không nói, anh chăm chú quan sát sắc mặt thái độ của Kỳ Vân. Đối với anh, lời nói có thể nói dối, nhưng sắc mặt thái độ và bằng chứng không thể nói dối. Vậy nên từ trước tới nay, khi anh phán tội một người không cần nghe ai giải thích, chỉ có Lam là ngoại lệ. Dương Hữu Bằng nói cô muốn hợp tác với cậu ta, giúp cậu ta giành lại phu nhân. Cô còn làm ra những hình ảnh video gửi cho phu nhân, nhằm chia rẽ, rủ rỗ phu nhân để khách sạn. Cô bảo cậu ta cưỡng hiếp phu nhân Như vậy lão đại không cần nữa Cô có làm không mà Kỳ Vân Sở mạc tóm tắt câu nói của bằng khi nãy Anh ta khẽ quan sát sắc mặt Vân Vân nghe xong bật cười Rồi liếc mắt qua dương hữu bằng Không sợ hãi mà nhìn thẳng mắt thành Tôi làm vậy được gì Tôi đâu ngu ngốc đến mức tự đạo hố chôn mình Mạc Kỳ Vân Bằng tức giận Tay anh cầm chặt lấy cổ tay Vân dơ lên Ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta <laughs> Ngu ngốc Vân lạnh lùng phun hai chữ Sau đó chỉ vài động tác tay chân Thì chỉnh lại khớp xương giúp bằng Đủ rồi đấy Thành lên tiếng ánh mắt dò xét từng người Đặc biệt là Mạc Kỳ Vân Lão đại tôi trung thành với anh thế nào Cho anh hiểu rõ Làm hại phu nhân tôi được gì đây Chẳng phải là cái chết à Mạc Kỳ Vân Cô chính là yêu La Duật Thành Nếu như Lam quay về bên tôi Người có lợi là cô Vân nhách môi cười nhạt Nhìn Dương Hữu Bằng bây giờ quả là tội nghiệp Bao tội lỗi một mình gánh lấy Nhưng tất cả đều là anh tự mình chuốc lấy Tổng giám đốc Dương Thị Nhưng mà trong chuyện tình cảm sang ngu ngốc Chỉ vài lời nói của cô đã không còn lý trí Yêu à? Cô chưa bao giờ mở miệng thừa nhận Mình yêu la ruột thành Người trong lòng cô là người khác Ngu ngốc mà nghĩ mình thông minh Không có phu nhân thì có người con gái khác Hơn 6 năm qua chúng tôi không có tình cảm Tại sao bây giờ có tình cảm được Ngày 4 tháng 8 Cô làm gì? Ở đâu? Thành lên tiếng hỏi Anh quá mất kiên nhẫn với kẻ ngu ngốc như Dương Hữu Bằng Ngày 3 tháng 8 Tôi với Kỳ Vân hẹn nhau đi ba Tối đó tôi ngủ lại nhà Kỳ Vân Hôm sau tôi và cuối cùng đến Long Bang Sau đó vì vụ cướp hàng Nên tôi Kỳ Vân và Sở Mạc đều ở lại Long Bang xử lý Người lên tiếng không ai khác chỉ là Lãnh Huyết Người được Thành tin tưởng tuyệt đối Làm bàng hoàng Tay chân run rẩy Cô không nghĩ mọi chuyện đi xa thế này Lão đại Quả thực tối ngày 3 tháng 8 Lạnh huyết và Kỳ Vân có rủ tôi đi ba Nhưng tôi bận việc không đi Sau đó Kỳ Vân luôn ở trong long băng Sợ mà không giúp cũng không hại ai Những gì anh nói là những gì anh thấy Anh biết và anh chắc chắn Thành liếc mắt qua nhìn làm Tại sao Cô hãy cho anh câu trả lời thực lòng Thành Em không biết Mọi chuyện em không biết Cô nắm chặt bàn tay anh liên tục lắc đầu cô thực không hiểu cũng không biết Súng Thành đưa một tay Sở mặc đưa súng cho anh Bàn tay nắm chặt cầu súng đến nỗi đầy gân xanh Gương mặt đỏ ngầu nhìn làm Tôi với Dương Hữu Bằng hôm nay Chỉ một người được sống Em chọn đi Nước mắt trực trào rơi xuống Cuối cùng anh tin người khác chứ không tin cô Anh bắn chết em đi Cô hét toáng Đưa tay đánh mạnh lên ngực trái anh Nơi đây có phải bằng sắt không Sao vô tình nhẫn tâm với cô như vậy Em nghĩ tôi không dám à Anh nghiến răng khuôn mặt đỏ bừng Ánh mắt hiện lên tia máu đáng sợ Thành xoay người dơ khẩu súng Nhắm vào ngực trái Dương Hữu Bằng Anh muốn bắn cho tan nát trái tim Dương Hữu Bằng Xem cô còn yêu nữa không Bằng nhắm đôi mắt tội lỗi Nếu anh chết mà Lam giữ được hạnh phúc Anh cam tâm tình nguyện Bây giờ dù anh giải thích thế nào Cũng đều vô nghĩa Vì ba người kia là thuộc hạ thân cận của Thành anh không có bằng chứng nào vạch mặt mà kỳ vân Nước mắt rơi như thác đổ Giờ phút này Lam chẳng biết phải làm sao Đừng Anh hai à Xin anh đừng bắn anh ấy Hà Doanh từ bên ngoài đi vào Thấy Thành định bắn bằng Cô nghe lập tức chạy đến chắn ngay phía trước anh Bằng tan nát cõi lòng Nhìn người con gái nhỏ nhắn Không màng tính mạng bảo vệ mình Tại sao Hà Doanh làm vậy Vì yêu anh à Anh xứng đáng ư Tránh ra đi Tránh ra Doanh Em không tránh đâu Không phải anh hứa với em rồi ư Anh hứa không giết hữu bằng mà Anh hai em xin anh Dương hữu bằng là tất cả của em Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy em cũng đủ hạnh phúc rồi Anh ấy chết rồi Anh bảo em phải sống làm sao Lồng ngực thành và phồng lên xuống Anh quá mệt Nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả Nằm xuống nghỉ ngơi để không còn đau thương thế này Đi, đi hết đi Anh hét lên Rồi lập tức bỏ lên thư phòng nếu tiếp tục ở đây anh sợ mình không kiềm chế được anh luôn vì người thân nhưng chưa một ai nghĩ cho cảm giác của anh ngay cả người con gái anh yêu trên xe rừng đột ngột ngay trên đường vắng người lái không ai khác chỉ là lãnh huyết lãnh huyết mà kỳ vân thì ra mọi thứ em có chuẩn bị lãnh huyết tức giận đập mạnh tay vô lăng đừng nghĩ mọi chuyện anh không biết dư ngữ bằng không thể nào tự nhiên vô khống cho cô nếu cô không có tôi thì làm sao anh đi nói với lão đại đi Vân cũng không chịu thua khoanh tay trước ngực nhớn mày thách thức anh cô biết rõ con người lạnh huyết tuy nóng tính tàn nhẫn nhưng có trách nhiệm những gì anh nói chắc chắn anh làm được đêm đó chính em gái bẫy tôi Vân không trả lời đưa mắt nhìn hướng khác được hôm đó tôi lấy đi sự trong trắng của em hôm nay tôi giúp em coi như không ai nợ ai đưa con gái của tôi rẻ mạt vậy à Vân nhếch môi cười đau thương có ai hiểu lòng cô không? Cô cũng muốn bình yên, nhưng cuộc sống nó khắc nghiệt. Cô còn nhiều hận thù không thể không trả. Vậy em muốn làm gì? Tôi không muốn nợ anh. Và tôi biết anh cũng không muốn nợ tôi. Vậy nên tôi muốn chúng ta quan hệ một lần nữa. Sau này không ai nợ ai. Không đợi lạnh huyết từ chối. Vân tháo dây an toàn Rồi ướn người ôm mặt lấy anh Hôn lên môi anh Tuy vụng về nhưng mãnh liệt Màu nóng của lạnh huyết càng tăng Cô như vậy là mục đích gì nước mắt chảy dài vân khóc vì bộn bề trong lòng lạnh huyết từng cho rằng cô yêu thành nhưng không cô chưa từng yêu thành người cô yêu không ai khác chính là anh lạnh huyết nếu không vì hoàn cảnh người con gái chỉ tự nguyện trao thứ duy nhất của mình cho người mình yêu thôi đêm đó cô tự nguyện trao cho anh bàn tay vân tháo dây an toàn của anh sau đó bấm nút cho ghế xe hạ xuống thịt dâng tới miệng không ăn thì không phải đàn ông huống chi anh phải lòng cô anh định vài hôm nữa tỏ tình với cô nhưng không ngờ sự việc này xảy ra chỉ vài động tác anh biến bị động thành chủ động đè vân dưới thân được hôm nay tôi chơi nát em để không còn phải nợ em dứt lời anh cúi xuống nụ hôn vô cùng mãnh liệt và cuồng dã như chút giận vân nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này anh đâu biết đêm đó sau khi anh ngủ thì cô vẫn chưa ngủ dường như đêm đó vân không ngủ chỉ để ngắm nhìn lãnh huyết vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này trong thư phòng thanh ngồi ở ghế ra dựa lưng về ghế quay mặt vào trong tường nhắm mắt cố bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc bỗng lúc này đây làm mở cửa đi vào cô thực hết chịu nổi với cuộc sống thế này ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh không em muốn giải quyết vấn đề ngay bây giờ anh quay ghế anh tức giận đập mạnh tay lên bàn làm muốn chọc điên anh ư được em muốn giải quyết thế nào anh nổi điên như vậy là sao không phải những thứ này là anh chọn à Cuộc hôn nhân này Nếu anh không uy hiếp tôi Anh từng hứa với tôi những gì Anh quên hết rồi Mất con tôi không buồn à Tôi muốn mất con lắm mà Tôi buồn Tôi đau hơn anh gấp trăm ngàn lần Tôi quên nữa Vậy những lời em nói với tôi em làm được không Em từng nói không gặp Dương Hữu Bằng Nhưng cuối cùng thì sao Tôi có lý do chính Đừng hai chữ lý do với tôi Anh điên tiếc quát dường như không kiểm soát được lời nói hành động của mình. Lần đầu tiên, cô thấy anh đáng sợ như vậy. Anh thà chọn tin người khác, anh không thèm tin tưởng tôi. Mấy ngày nay, tôi như sống trong địa ngục. Tôi cần một câu quan tâm của anh, cần cái ôm ấm áp của anh như không có. Anh im lặng không nói gì. Anh muốn vậy lắm ư? Anh dễ chịu lắm à? Thành, chúng ta ly hôn đi. Trái tim anh run rẩy tan nát, lồng ngực nhai bóp nghẹn ngay khi cô nhẫn tâm thốt hai từ ly hôn được em muốn ly hôn vậy tôi giải thoát cho em tiếng cửa phòng va đập mạnh anh như thần chết đi ra khỏi phòng để cô một mình trong đó cô ôm mặt bật khóc hai chân chẳng còn sức mà quỵ xuống nền cô không muốn ly hôn cô thực sự mệt cô không chịu nổi hàng ngàn nỗi đau thế này nếu không phải vì ba mẹ cô muốn đi cùng với cục cưng của cô rồi màn đêm che phủ thành phố Bên trong căn phòng khách sạn Người con gái trần trụi dưới lớp chăn Kỳ Vân từ từ hé mở Cả người cô đau nhức Trong lòng thầm máng yêu Người đàn ông nào đó làm cô thành thế này Lúc trưa không biết lãnh huyết ăn trúng gì mãnh liệt như vậy Trong xe chật hẹp không đủ Anh đến khách sạn gần đó Tiếp tục trả nợ cho cô Kỳ Vân ngồi dậy trúng chín môi cười Khi thấy lãnh huyết đứng ở cửa sổ ngắm cảnh đêm thành phố Nhâm nhi ly rượu vang trên tay Nếu không phải cô đang mệt đang đau cô bắt anh tiếp tục trả nợ cho cô nhà chiếc áo sơ mi đen của anh mặc vào vân đi lại ôm thắt lưng anh cảm giác thoải mái bình yên không còn hận thù hay bộn bề suy nghĩ anh không mệt à lạnh huyết giật mình bất ngờ với hành động thân mật của cô cô vậy là ý gì thực khó hiểu anh không bao giờ hiểu và đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu em muốn gì anh gỡ bàn tay cô khỏi người mình xoay người nhìn thẳng mắt cô anh có muốn cưới em không Bàn tay mềm mại Sờ vào hình xăm trên ngực của anh Em làm vậy làm gì Em muốn lợi dụng tôi đến bao giờ Khôi mặt Vân trở nên cứng ngắc Bàn tay te dại Ánh mắt đau thương nhìn anh Em có lý do mới làm thế Nhưng tình cảm của em là thật Lý do Em muốn ngủ với tôi để tôi giúp em Mọi thứ em làm nằm trong kế hoạch của em Còn bây giờ thì là gì Em muốn tôi giúp em việc gì Ăn bánh trả tiền Lên giường với em Thì phải giúp em việc gì đó Vân tức giận vung tay tát thẳng vào mặt anh Ăn bánh trả tiền à Anh xem cô là hạng gái gì Dù cô có mục đích Nhưng cô thực lòng yêu anh Lần này tự nguyện không vì mục đích gì hết Anh đủ rồi đấy Lạnh huyết nghiến chặt hàm răng Anh như vậy mà bị gái đánh Nếu để sợ mạc biết Anh còn mặt mũi gì nhìn đời Người đủ là em đấy Tôi hỏi anh Anh có muốn cưới tôi không Được anh đi đi Tôi không còn nợ nần gì nữa Nước mắt rơi xuống Cô xoay người lau đi Sau đó cởi chiếc áo sơ mi trả lại cho anh Trên thân người trần trụi đi lại giường Cô ôm lấy chiếc chăn Cố gắng mạnh mẽ không khóc Vì cô biết cô khóc hết nước mắt Chẳng ai ở bên cạnh lau đi Nhìn lạnh huyết rời đi Trái tim vân dường như tan nát Anh có bao giờ hiểu cô không Hiểu những mất mát đau thương Hận thù trong lòng cô không Cô hận Hận thành đến tận xương tủy vì chính anh ta ra tay giết chết ba cô là Bạch Nhạn Sau khi bị lạc mất Bạch Thiện Cuộc sống của Vân vô cùng tăm tối Năm đó cô mới 12 tuổi Không làm được việc gì Chỉ biết ăn xin sống qua ngày Với hy vọng bác mình còn sống Cả hai được đoàn tụ Nhưng trải qua hơn 3 năm không tìm gặp Cô được một người giúp đỡ trở về quê hương Và thế là cô trở về Nỗi hận thù ăn sâu trong tâm trí Cô cố gắng tìm mọi cách hoàn thiện bản thân Tìm cách vào Long Bang làm việc Rồi khi vào Long Bang Việc đầu tiên mà cô làm Chính là cố gắng thật nhiều để được thành tin tưởng Và tiếp cận với anh Để anh ấn tượng về mình Sau đó cô thành công Cô dần được thành coi trọng về tài năng Cô nghĩ con đường trả thù của mình không còn xa Cô làm anh yêu mình Sau đó trả đạp, dẫm nát trái tim anh Làm anh đau khổ dằn vặt đến chết Cô mới thấy hả dạ trong lòng Nhưng kế hoạch không thành Cô đánh rơi trái tim với người đàn ông khác Người đó là lãnh huyết Nhiều lần cô ngăn cản trái tim như không được Nhiều lần cô muốn giết chết thành trả thù Nhưng cô sợ chết Cô sợ không còn nhìn thấy người đàn ông cô yêu Và sợ chính anh tàn nhẫn ra tay giết chết cô Như vậy cô đau lòng Những lúc cô quyết tâm trả thù Có gửi gửi bức thư tới Lúc đó vì muốn tìm ra người bị ám chỉ trong bức thư Cô đành để cho Thành tiếp tục được sống Người lái chiếc xe hôm đó Người ra tay bắn chết ông Hà không ai khác chính là cô Mà Kỳ Vân sau khi ông Hà chết đi Vân lao đầu đi tìm Bạch Thiện để bác cháu đoàn tụ Nhưng ông rời đi không rõ tung tích Đến nay chưa tìm được Sau khi Thành và Lam đi hưởng tuần trang mật về Cô tình cờ phát hiện Lam ăn đồ chua trong bếp Và nghi ngờ rằng cô ta mang thai Thế là cô theo dõi Lam Sau khi xác định Lam mang thai Cô nghĩ ra kế hoạch làm Thành cảm nhận Sự mất mát người thân, nỗi đau đến cùng cực 11 giờ đêm Thành loạn choạng đi lên phòng ngủ Người anh chẳng có gì ngoài mùi rượu Mở cửa phòng ra Trong phòng vắng vẻ đau thương Anh đưa mắt tìm kiếm Lam như không thấy cô Cô thực rời đi rồi Anh tự do thả mình xuống giường Cua tay cầm lấy chiếc gối của cô Hít hà mùi hương của cô Nước mắt đàn ông chảy dài trông đáng thương Lam à Anh mất cô Tất cả là tại anh Anh nắng chiếu vào phòng Thành cau mày thức dậy Anh quên mất Lam rời đi Nên đưa mắt tìm cô khắp phòng Lam à anh ngồi dậy rau khang khan gọi Đầu đau như búa bổ Cổ họng khô khóc Ánh mắt dừng ở một hướng Sực nhớ cô đi Cô muốn ly hôn với anh Ly hôn Thạch nở đủ cười nhạt trên môi Rồi xuống giường đi vào phòng tắm Đứng dưới vòi sen Dòng nước âm xối xả xuống cơ thể vạm vỡ cường tráng Nhưng chứa đầy vết sẹo Từ bên trong trái tim Đến bên ngoài da thịt Những vết thương nào rồi cũng lành Dù tình yêu mãnh liệt đến đâu Có ngày nguội lạnh không có một ai trên đường đời Đều sống yên biển lặng Không một giây phút sóng gió cay đắng Chẳng ai có một trái tim Không một lần vì tình mà đau Bầu trời trên đầu không thể suốt ngày Có những ngày nắng đẹp trong xanh Có những ngày mưa rõ bão tố Âm u mù mịt Chưa có nỗi đau nào anh chưa từng trải qua Nếu Lam muốn thế anh tôn trọng cô Anh ép buộc cô nhiều Đến lúc để cô tự do lựa chọn Những gì cô muốn Làm bên đây cũng không khá hơn thành cô sau khi tâm trạng sức khỏe ổn định thì sẽ đi làm lại cô không muốn tiếp tục ở nhà để rồi nhớ nhung suy nghĩ những chuyện linh tinh trên đời với cả bây giờ cô đâu còn gì những thứ của anh cô đều để lại cô chỉ mang đi những thứ trước đây cô mang tới từ trên lầu đi xuống gương mặt xanh xao không thể che đi chuyện buồn trong lòng cơ thể gầy yếu không che đi được tổn thương mất mát mà cô phải chịu và ăn sáng đi làm vâng Đúng lúc này bên ngoài cổng truyền tiếng chuông cửa Thấy vậy cô bước ra ra ngoài mở cửa Nhưng điều làm cô bất ngờ chính là thấy mẹ anh Mẹ mới đến à? Mẹ vào nhà đi Ừ, sức khỏe con thế nào? Có khỏe rồi ạ Mẹ anh gật đầu bước vào Hôm nay bà đi một mình mà không báo cho Thành hay Hà Doanh biết Sáng sớm nay bà đến biệt thự tìm anh như anh còn ngủ Họ người làm, người làm nói Cô đã cùng bà Trình rời đi từ chiều qua Mang theo rất nhiều quần áo Nghe vậy bà bắt taxi đến đây Chị xui à mời ngồi Vâng cảm ơn anh chị Mẹ uống trà đi Làm cúi thấp người rót trà đưa bà Bà mỉm cười nhận lấy Lam, sao con về đây Hai đứa cãi nhau à Sang mặt ông bà Trình cũng trở nên khó coi Không biết phải nói gì với bà Đáng nhẽ sau khi đưa Lam về Ông bà nên nói qua với mẹ anh Dù gì thì cũng là mẹ chồng cô Con Chị Xui à Thành mấy ngày hôm nay làm tôi thất vọng lắm Chị là phụ nữ, chị cũng biết Xảy ra ảnh hưởng sức khỏe tâm lý Nhưng tôi thấy Thành nó không quan tâm gì đến Lam Mẹ anh gật đầu Liếc mặt quan sát sắc mặt Lam Mẹ anh chị định thế nào Không thể để bọn trẻ như thế Còn về Thành tôi dạy lại nó Tôi Thành thực xin lỗi anh chị Thôi cứ để bọn trẻ xa nhau một thời gian Nếu còn cần nhau thì át quay lại Là người mẹ khi bà trình thấy thái độ của thành đối với cô mấy ngày qua bà cũng không chịu nổi nhưng tôi thấy thế không ổn bọn nhỏ còn trẻ xa nhau thực không ổn đâu anh chị à nhưng vợ chồng chúng nó không tin tưởng nhau làm sao tiếp tục được lam con thấy thế nào lam ngước mắt nhìn mẹ chồng cô chẳng biết thế nào cả nhưng anh không tin tưởng cô luôn cho rằng cô ngoại tình với dương hữu bằng con cũng không biết ạ à. Mẹ anh ở lại một lát thì cũng về Theo bà quan sát Ông bà Trình không muốn cho Lam quay về Và cô cũng thế Chắc có lẽ tình cảm cô dành cho con trai bà Chưa đủ sâu đậm Thậm chí cô chưa hiểu được tính tình của nó Thứ anh muốn thì chắc chắn phải có cho bằng được Nhưng khi không cần Thì không thể níu kéo Bà hy vọng cô sớm nhận ra vấn đề này Thời gian có thể thay đổi mọi thứ Tình cảm sẽ phai nhạt dần theo thời gian Mẹ anh ra về làm cũng không còn tâm trạng gì để ăn sáng Ly hôn à Cô đâu muốn đâu Làm Nếu Thành yêu con thì nó sẽ đến tìm con Cô gật đầu rồi đi lên phòng Liệu anh đến không Liệu cần cô không Khi cô muốn ly hôn anh liền đồng ý Đâu có chút do dự nào đâu Đêm đến là lúc nỗi nhớ Nỗi buồn lên ngôi Màn đêm đen bao trùm Mùi khói thuốc lá nồng nặc Lan tỏa khắp căn phòng trống rỗng Yên tĩnh đến đáng sợ thành ngả lưng về sau hít mắt nhìn chăm chăm một hướng ngón tay thon dài đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi sau đó phun ra làn khói trắng dài đặc mọi chuyện diễn ra nhanh bất ngờ mới hạnh phúc đây nhưng lại chia xa mỗi người một hướng tất cả là do anh ư nếu anh không ép buộc cô kết hôn với mình chắc bây giờ cô có gia đình êm ấm hạnh phúc anh sai rồi ánh mắt anh khẽ nhìn xuống tấm ảnh trên bàn làm việc đây là tấm ảnh cả hai chụp đi hưởng trang mật nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ánh mắt to tròn trong veo làm lòng anh sao xuyến nhìn cũng đau nhói tận tâm can chưa lúc nào anh hết yêu cô yêu cô cho nên mới giận cô giận cô sao không nói yêu anh rồi điếu thuốc anh nhớ người lấy điện thoại bấm gọi cho sở mặc cậu đến đây chút đi dạ vâng hơn hai mấy phút sau sở mặc khí thế ngang tảng bước vào lão đại chuyện gì ạ à? cho người điều tra mạc kỳ vân tại sao mồ côi trước đây từng ở đâu Thành đứng dậy đi lại tủ rượu lấy hai chiếc ly Một chai rượu đem tới Do rượu vào ly sau đó đẩy tới cho sở mặc Uống đi Ngài nghi ngờ lãnh huyết à Sở mặc ngồi xuống ghế Cầm ly rượu uống một ngụm nhìn Thành Anh hùng khó quải mỹ nhân Tôi cũng vì một người phụ nữ mà thê thảm thế này Thành cười nhạt Ánh mắt sâu hút chất chứa nhiều điều bí ẩn và mệt mỏi Cả ngày nay bình lặng suy nghĩ Anh phát hiện nhiều điều đáng ngờ Sợ mặc gật đầu Quả thực mấy ngày này Anh thấy lãnh huyết quan tâm kỹ Vân Cả hai có những cử chỉ ánh mắt thân mật Nếu Vân yêu lãnh huyết về hợp tác với Dương Hữu bằng làm gì Để nhận cây chết à Vân đầu ngu xuẩn như vậy Đây cũng chính là dấu hỏi to đùng trong đầu thành Làm anh suy nghĩ mãi cũng không ra Cậu liên hệ luật sư Trần giúp tôi Bảo ông ta giúp tôi làm thủ tục ly hôn Ngài bố ly hôn Sở mạc giật mình khó hiểu Khó khăn lắm anh mới có được trình ngữ làm Tại sao bây giờ từ bỏ nếu điều đó làm cô ấy vui vẻ thoải mái tôi quen rồi chắc có lẽ ông trời định sẵn tôi cô đơn đến già lao đại à theo tôi thấy phu nhân thực lòng yêu ngài thành lắc đầu bất lực nụ cười đầy chua xót đứng dậy đi lại cửa sổ ngắm cảnh đêm yêu anh à câu nói của cô hôm qua vang vọng trong đầu anh cuộc hôn nhân này sẽ không có nếu anh không uy hiếp tôi chỉ là uy hiếp cô chưa bao giờ tự nguyện ở bên anh đến cả bây giờ cũng vậy dù anh cố gắng cho cô những gì anh có là mọi thứ cô muốn luôn chiều theo cảm xúc của cô nhưng rồi tất cả không bằng ba chữ dương hữu bằng anh sợ sợ cảm giác mất mát nỗi đau mất con âm ỉ trong lòng anh chắc có lẽ cả đời này không bao giờ quên khoảnh khắc mình được làm ba cái cửa phòng mở ra thành và sở mặc quay đầu nhìn người bước vào này tôi có phải ma đâu lăng lập quát lên tôi xin phép ra về ạ Sở mặc cúi đầu rời đi Lăng lập gật đầu Sau đó hết sức tự nhiên lại sofa ngồi xuống nhìn Thành Ánh mắt thương xót Anh vừa được làm ba Con anh lại yếu nên anh hiểu cảm giác mất con của Thành tồi tệ đau khổ thế nào Qua đây làm gì Mấy nay tôi bận không qua được Bây giờ tâm sự chia buồn với cậu Thành nhếch môi cười Đi lại tủ lấy rượu rót cho Lăng lập Tôi uống ít thôi Vợ tôi đang ngủ Cô ấy không cho tôi uống rượu Cậu đúng là sợ vợ thật ánh mắt lăng lập khinh thường lộ rõ nhưng không nói gì vợ cậu đâu bỏ đi rồi lăng lập nhớn mày phụ nữ khi giận là bỏ nhà đi hết à anh tưởng chỉ có vợ mình thôi thế cậu định làm thế nào ly hôn lăng lập gật đầu như đồng ý quả thực hôn nhân nếu không tình yêu sống như trong địa ngục hôn nhân để hạnh phúc chứ đâu phải giày vò đối phương cuối cùng cả hai đều đau khổ thôi lúc bắt đầu thành đã sai rồi Ai rồi cũng phải ly hôn Nhưng nó cũng không quá tồi tệ đâu Thời gian rồi xóa sạch tất cả ấy mà Trên đời này đâu thiếu phụ nữ Chỉ là cậu chưa tìm được người thích hợp Và thực lòng yêu cậu Thành cười nhạt Thích hợp thực lòng à Liệu anh tìm được không Quá trễ rồi Trái tim đầy sẹo của anh trai lì Không thể chung nhịp đập với bất kỳ ai Và các bạn thân mến Đến đây thì nội dung của tập truyện thứ ba đã kết thúc rồi các bạn ạ và diễn biến cuối cùng của bộ truyện này như thế nào đây? Những cái nỗi uất hận rồi hiểu nhầm sự rằng xé nhau có kết thúc hay không thì chúng ta cùng đón nghe ở tập cuối nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy để lại cảm nhận của mình cũng như dự đoán cái kế kết. Và đừng quên đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho Mai cũng như thêm chuyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.